Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng Chạp năm Mậu Tuất là ngày tu học cuối cùng của năm Mậu Tuất của đại chúng chúng ta. Đây là bài pháp cuối cùng để chúng ta chuẩn bị đón xuân mới. Chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta đã học đến bài số 165 có tựa đề năng lực của thiện nghiệp và ác nghiệp, cái nào mạnh hơn. Qua bài kinh này thì chúng ta được Tỳ Kheo Na Tiên giảng trạch rất rõ ràng là thiện nghiệp sẽ có năng lực mạnh mẽ hơn. Và đó, cái sức của thiện nghiệp sẽ mạnh mẽ, có sức lan tỏa, có sức nở ra được, còn ác nghiệp thì co rút. Cho nên qua bài kinh này để chúng ta tin tưởng thiện, cái thiện nó thuận theo bản tính, theo tự tính của chúng ta. Tự tính tức là cái tính chân lý đó, cái bản thể của vũ trụ pháp giới này, cái thiện nó thuận theo, cái ác thì nó trái nghịch với tự tính. Cho nên cái ác thì nó không thể được hỗ trợ, không thể mạnh được. Vì vậy chúng ta học Phật tu Phật là bỏ ác hành thiện, đấy là một cái lẽ rất là đúng đắn. Chúng ta thực hành thiện và chúng ta sẽ trở thành Phật. Con đường trở thành Phật tuy rằng là gian khổ vào, nhưng nó cũng sẽ có ngày chúng ta thành tựu. Còn nếu chúng ta mà thực hành ác nghiệp thì trôi lăn mãi trong luân hồi, chẳng biết bao giờ mới có thể ra được. Còn chúng ta hướng tới sự giác ngộ, thực hành pháp của Phật thì sẽ có ngày chấm dứt luân hồi. Đó. Thế cho nên đó, qua cái bài hôm đó là chúng ta tin tưởng. Có nhiều người bảo bây giờ mình hành thiện quá thế này thiệt, thấy không? Ở đời nó có ác có thiện, bây giờ mình sống thiện nhiều khi lại thiệt, thấy người ác người ta có vẻ như người ta lại thắng thế. À, cái thắng thế của cái ác nó chỉ là nhất thời, cục bộ thôi. Còn cái thiện vẫn là cái chính. Yeah. Cái ác có mới bao giờ được nêu gương đâu, à, có bao giờ làm gương đâu. Không có, cái thiện được nêu lên làm gương. Đó. Cái thiện nó có sức lan tỏa. Cho nên mỗi mỗi chúng ta phải thấy như thế để mỗi chúng ta sẽ trở thành một chiến sĩ, à, chiến đấu, à, chống lại cái ác, bài trừ cái ác. Chúng ta là một chiến sĩ trên cái mặt trận này. Nghe không? Hôm nay chúng ta sang bài 166 và bài 167. Hôm nay Thầy giảng hai bài. Hai bài này cũng ngắn. Hai bài này đều có cái tựa đề là hồi hướng. Bài 166 có tựa đề là hồi hướng phước có hiệu quả không? Bài 167 là hồi hướng ác có được không? Nghe? Thì chúng ta một lần nữa lại quay về hai cái khái niệm phước thiện và tội ác. Nghe? Vậy thì phước là cái gì? Phước là kết quả của các cái việc thiện. Các cái việc thiện thì sinh ra phước báo. Cái phước thì nó đem đến cái an lành, cái may mắn, cái tốt đẹp, cái hạnh phúc cho chúng ta. Đấy là phước. Thế thì những việc thiện, việc nào gọi là thiện? Trong Phật Pháp thì Đức Phật có dạy cái hành vi nào, việc làm nào mà sau khi làm cái việc đó nó sẽ khiến chúng ta
được sinh về các cõi lành, sinh thân làm người, làm trời, sinh về các cõi Phật, đấy là việc thiện. Nghe không? Thế việc nào là việc ác? Là những cái việc mà sau khi làm nó rồi đó, thì cái nghiệp của nó sẽ dẫn chúng ta xuống ba đường ác, đọa sinh vào súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Đấy là những việc ác. Mà cụ thể ra ở nơi thân chúng ta, thì trong kinh Thập Thiện, Đức Phật có phân định rất rõ. Chúng ta có ba cái việc ác ở nơi thân, đó là sát sinh, là trộm cắp, là tà dâm. Ở miệng có bốn cái việc ác là nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt và nói lời ác độc. Ở ý mình ấy, thì có ba cái ác là tham lam, sân hận và si mê. Đó, những cái thuận theo những cái đó là ác. Và nếu nói chung lại thì thuận theo tham sân si là ác đấy. Đó, là ác. Chúng ta nhớ. Thế thì tu tập Phật Pháp là như vậy, là hành thiện và bỏ tham sân si. Đó, bỏ tham sân si. Thì chúng ta biết như vậy là việc ác thì tạo ra cái tội, tạo ra cái quả báo ác. Việc thiện thì sinh ra cái mình gọi là phước báu, đem cho chúng ta an lạc, hạnh phúc. Đấy là phước và tội, hai cái. Thì cái bài kinh này, ông vua Milanda ông thắc mắc về cái chuyện là bây giờ hồi hướng phước hay hồi hướng tội có được không? Nghe không? Thế thì hồi hướng là cái gì? À, chúng ta cùng phải tư duy. Cái chữ hồi hướng trong nhà Phật chúng ta rất hay dùng. À, hồi ấy, tức là hồi lại và là trở về, gọi là hồi. À, đấy, hồi sức này, à, hay là hồi hương, tức là trở lại, thu về, gọi là hồi. Hướng ấy là hướng đến, hướng tới. Thế thì cái hồi hướng trong nhà Phật chúng ta là ví dụ chúng ta làm được một cái thiện sự gì đấy, sau đó khi mà làm như vậy thì nó phát sinh ra cái phước báu, thì ta phải thu cái phước báu về, gọi là hồi. Nghe không? Sau đó lại hướng lại, hướng đến ai? À, thế gọi là hồi hướng. Vừa rồi đại chúng sám hối xong này, tụng kinh xong, nghe không? Sám hối tụng kinh nó sinh ra một cái phước báu. Thế cái phước báu ấy ta hồi hướng, ta gom lại, gọi là hồi. Sau đó ta hướng đến cho ai? Nghe không? Gửi đến cho ai? Cái hướng đến tức là gửi đến cho ai đó, gọi là hồi hướng. Đại chúng rõ nghĩa chữ hồi hướng chưa? Chứ không mình nói hồi hướng không hiểu gì cả, nghe không? À, hồi gom lại, thu hồi lại, sau đó gửi đến, hướng đến cho ai là hồi hướng. Nhờ. Thế thì bây giờ ông vua Milanda này ông ấy thắc mắc, một đằng ấy là phước, một đằng là tội. Nhờ. Làm những việc thiện phước mình hồi hướng có được không? Rồi một đằng là làm những việc ác xong mình hồi hướng thì thế nào? Đó. Thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh để xem cụ thể cái câu chuyện nó ra làm sao. Cái này cũng nhiều người lăn tăn lắm đó. Ông vua ông mới đặt vấn đề thế này: thưa Đại Đức, khi người cư sĩ làm được một phước sự như trai tăng, bố thí, cúng dường, rồi họ hồi hướng đến cho ân nhân, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng từ nhiều đời, không biết quả lành của sự hồi hướng đó có kết quả gì không? Tức là ông hỏi rằng, nếu chúng ta khi mà làm những cái thiện sự sinh ra phước báu như là bố thí, cúng dường, trai tăng, vân vân, và rồi sau khi làm việc đó xong, chúng ta xin hồi hướng cái phước báu này đến cho thân nhân của chúng ta đã qua đời, cho ông bà tiên tổ cụ kỵ chúng ta, thì những cái vị đó, ông bà tiên tổ đấy có thọ nhận được cái phước báu đấy không? Đấy, hôm nay là cái bài mà chúng ta phải lưu tâm. Đại chúng nhé, cái này là chúng ta rất lưu ý. Thế thì Na Tiên đáp rằng, thưa Đại Vương,
có số được, có số không. Có người thì được, mà có người thì không. Đó. Thì ông rất ngạc nhiên. Ông vua ông nói là, vậy xin Đại Đức cho biết nguyên do. Tại sao thì có người được mà có người không? Xin Đại Đức cho tôi biết lý do. Thì Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng, Tâu Đại Vương, nếu cha mẹ, thân nhân, thân bằng quyến thuộc sau khi chết sinh vào các cõi trời, đọa sinh xuống địa ngục, sinh làm muông thú, thì quả lành của sự hồi hướng không đến với họ được. Hôm nay chúng ta nghe cái này nó có hơi lạ. Nếu thân quyến của chúng ta khi chết mà đọa sinh vào địa ngục làm súc sinh, hoặc là sinh lên cõi trời, thì cái quả lành của sự hồi hướng không đến với họ được. Đây là quan điểm mà Tỳ Kheo Na Tiên đưa ra. Tí nữa Thầy sẽ nói thêm một quan điểm của Kinh điển Đại Thừa. Còn nữa, các loài Atula, quỷ đói, bị lửa thiêu cháy cũng không hưởng được phần phước. Chỉ có loài quỷ Paradatu, Parivi, cái con quỷ, ngạo quỷ này, tên nó khá dài là Paradatu Parivi, tức là loài ngạ quỷ sống nhờ vào sự bố thí của người khác thì mới thọ hưởng được quả lành của sự hồi hướng ấy. Trong bản kinh này thì cũng có chú giải là thật ra có một số chư thiên, thọ thần, quỷ thần hoan hỷ phước, tùy hỷ phước thì sự hồi hướng ấy vẫn có hiệu quả. Chỗ này thì chúng ta ôn lại Kinh Địa Tạng phẩm thứ 7. Trong Kinh Địa Tạng thì Đức Phật dạy là thân nhân của chúng ta khi mà quá vãng, nếu chúng ta làm các việc phước như bố thí, cúng dường, trai tăng, hồi hướng phước báo đấy, thì cái phước báo đấy chia làm 7 phần, thân nhân chúng ta được 1 phần, được 1 phần thôi. Còn lại 6 phần thuộc về cái người cúng dường. Người thân chỉ được 1 phần thôi. Thế còn nếu mà trong khi mà chúng ta cúng dường trai tăng đấy, tâm lại không thành, rồi vật cúng không được thanh tịnh, chúng ta làm không tinh khiết, với lại tâm lại không đầy đủ sự cung kính, thì có thể thân nhân của chúng ta không được hưởng một chút phước báo lợi lạc gì, không hưởng. Đấy, cho nên là cái này để chúng ta mới thấy, trong Kinh Địa Tạng khuyến khích chúng ta nên là phải chăm chỉ tu tập ngay từ khi còn sống. Thế thì chúng ta, vậy thì cái chỗ này là cái vấn đề mà chúng ta rất là phải suy nghĩ. Nếu thân nhân chúng ta đọa vào địa ngục thì do cái định nghiệp, ác nghiệp của địa ngục đại chúng biết rồi đấy. Ví dụ, cũng giống như chúng ta có thân nhân mà bị nhốt vào tù, nhất là bị giam vào trong cái xà lim tử tù rồi đó, chúng ta muốn gửi tiền vào cũng không gửi được, tiền vào đấy cũng không dùng được nữa chứ, cho nên gửi cũng không được. Đó. Đấy, thì cũng thế, những chúng sinh trong cái địa ngục nặng nề này, hồi hướng phước họ không nhận được mà phải chịu trả hết cái nghiệp này, có định hạn rồi đấy. Đấy, thưa đấy, tức là cái định nghiệp phải trả. Đấy. Thì ở đây, như Na Tiên thì nói rằng cái loại quỷ Paradatu Pajivi thọ nhận được phước báu. Mà đa phần ấy, thì chúng ta chết là rất dễ đọa vào cái loại quỷ này. Cái loại quỷ mà sống bằng nhờ bằng sự bố thí này này. Đó, ngã quỷ. Đó. Thế còn trong Kinh Địa Tạng thì nói chung chúng ta vẫn hưởng được phước báu, thân nhân chúng ta vẫn hưởng được, nhưng được 1/7 của phước báu do sự cúng dường, do sự bố thí của chúng ta. Đấy. Vua Milanda mới nói, hóa ra là vậy. Thế thì nếu cha mẹ, thân nhân, thân bằng quyến thuộc của mình không sinh làm ngạ quỷ Paradatu Pajivi, thì sự bố thí cúng dường tiền bạc ấy
sẽ trở nên vô ích, phải vậy không hả Đại Đức? Thì Na Tiên nói, không, vẫn có lợi ích, phước báo ấy sẽ không tiêu mất, chính người làm phước được hưởng phước báo ấy. Tất nhiên cái phước mà hồi hướng nó không đi thì nó phải trở về với mình thôi. Mình làm phước thì mình phải được hưởng phước, còn mình hồi hướng là mình gửi đi. Xin Đại Đức giảng cho chấm nghe. Na Tiên mới đáp, ví như có người sửa soạn một mâm vật thực gồm có rượu, thịt, cơm bánh để đãi bà con quyến thuộc. Vì một lý do nào đó những người kia không đến thì mâm vật thực ấy sẽ thuộc về ai hả Đại Vương? Thì ông Vương nói là nó phải về chủ của nó thôi. Lại nữa, ví như có người đi vào cửa trước của một ngôi nhà, tìm đến cửa sau để đi sang một chỗ khác, nhưng cửa sau không tìm thấy, thì người kia đi trở ra bằng đường nào hả Đại Vương? Thì ông nói phải trở ra bằng cái lối cũ. Cũng tương tự như thế, phước báo gửi đi các nẻo nếu không được thì không có ai thọ nhận, thì phước báo ấy lại trở về với chủ của nó, Tâu Đại Vương. Như vậy qua bài kinh này để chúng ta hiểu thêm về cái chuyện hồi hướng gửi phước báo, nghe không? Hồi hướng gửi phước báo đi các ngà. Cái này thì chúng ta lấy cái tinh thần chủ đạo của kinh Địa Tạng, nghe không? Tức là phước báo mà hồi hướng cho những người đã quá vãng được 1/7 cái phước báo, còn lại 6 phần là chúng ta thọ hưởng phước báo ấy, cái người cúng dường đó, nghe không? Tức là người mất, người quá cố là được có 1/7, thế rất ít. Thế mà trong khi làm mà ta lại còn không thành tâm, và vật cúng không được tình khiết nữa, và chưa làm dâng cúng chưa tăng mình đã lén ăn rồi chẳng hạn, thì cái phước báu đến người cúng ấy, cái người mình hồi hướng ấy không được chút nào. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ cái này, nghe không? Đó, để chúng ta hiểu nhé. Đó, để hiểu về cái phần phước báo hồi hướng cho người quá cố, cho người quá cố. Đấy là bài 166 nói về hồi hướng phước, nghe, hồi hướng phước. Chúng ta sang tiếp bài 167. Ông vua Milanda này, ông ấy rất là đặt ra nhiều vấn đề. Cái thắc mắc có nhiều vấn đề, vì ông nghĩ là hồi hướng phước rồi, bây giờ đến cái hồi hướng cái ác có được không? Chứ ông bảo bây giờ hồi hướng ác thì có được không? Phước là do thiện mà sinh, thì cái thiện hồi hướng được, thì bây giờ tôi hồi hướng cái ác được không? Nghe thấy cái đầu đề này chúng ta cũng thấy sợ. Nếu mà ác hồi hướng được thì chúng ta cũng lo đấy, phải không? Đứa nào nó làm việc ác xong nó hồi hướng cho mình phải chịu quả ác ấy. Mình cũng lo. Thế thì chúng ta sẽ xem cái bài kinh này ấy. Vua Milanda ông hỏi xong rồi Na Tiên lập luận thế nào nhé. Thưa Đại Đức, hồi hướng thiện, báo thiện quả thì chấm thông rồi, nhưng còn ác báo ác quả thì sao? Ví như có người tạo ngũ nghịch trọng tội giết cha giết mẹ, sau đó hồi hướng đến cho thân nhân quyến thuộc hoặc cho kẻ thù của mình đã quá vãng từ nhiều đời thì có được không hả Đại Đức? Người được hồi hướng có nhận được ác quả ác báo ấy không? Đấy, chúng ta thấy học Phật là như vậy đấy. Để chúng ta tìm hiểu. Bây giờ có người ta tạo cái tội rất ác là giết cha giết mẹ, đấy là làm một việc rất ác. Xong mà tôi làm việc ác xong rồi nó có một cái hậu quả, tôi xin hồi hướng gửi cái hậu quả này đến cho kẻ thù của tôi, nghe không? Tôi ghét ai tôi hồi hướng cái việc này đến cho người ấy để cho người ấy chịu quả ác, có được không? Thế bây giờ mình làm một việc phúc việc thiện thì mình hồi hướng được, mình gửi được. Thế thì bây giờ tôi làm việc ác thì tôi cũng gửi chứ, phải không? Giống như gửi thư, phải không? Có khi là thư thì giấy đen, giấy trắng thì tôi gửi thì cũng đi cả. Thế bây giờ thì việc thiện làm xong hồi hướng được, thì việc ác có hồi hướng được không? Đấy, chúng ta thấy ông thắc mắc cũng có lý của ông ấy, nghe không? Đấy, chúng ta học Phật thì chúng ta phải chia sẻ những cái này ra, giải nghi cho mình những cái này. Nhưng không giải nghi thì chính chúng ta sẽ vướng mắc chỗ này và chúng ta không thông được. Mà không thông thì sẽ tu không tiến được. Bây giờ xem cái việc ác này có hồi hướng được không đây này. Làm một việc cực ác sau đó xin hồi hướng cho ai để mình ghét, mình hồi hướng cho ta xem nào. Nó được không?
Thì chúng ta nghe xem Na Tiên trả lời thế nào. Đại đức Na Tiên rất ngạc nhiên, nói rằng: thật là câu hỏi lạ lùng, Bần Tăng chỉ mới nghe lần đầu tiên nghe kiểu câu hỏi thế này. Tuy nhiên, Bần Tăng sẽ trả lời ngay, việc ác không thể hồi hướng được, Tâu Đại Vương. Việc ác không thể hồi hướng được, Tâu Đại Vương. Na Tiên khẳng định luôn, việc ác là không thể hồi hướng được. Đó. Thì ông vua ngạc nhiên lắm, ông nói, tại sao lại không được? Thiện hồi hướng được thì ác cũng phải hồi hướng được chứ. Thiện có nơi nhận được thì ác cũng phải có nơi nhận được chứ. Pháp vốn bình đẳng mà. Ông bảo là mọi cái phải bình đẳng. Thiện ác là bình đẳng, âm dương là bình đẳng. Thế thì bây giờ thiện, Đại Đức bảo là hồi hướng được, thì bây giờ ác cũng phải hồi hướng được chứ. Hồi hướng được chứ. Ông lập luận có lý lắm đấy chứ, đại chúng. Đấy, cho nên nếu mà vạ học Phật Pháp mà chúng ta thật sự chúng ta không đi nghe Pháp, thì chúng ta mà nghe ai lập luận thế này là chúng ta cũng có thể bị mê ngay đấy. Chúng ta bị người ta dẫn ngay đấy. Chúng ta thấy mà chúng ta chưa thông được lý mà. Chưa thông được lý thì chúng ta cũng sẽ thấy lập luận thế là chúng ta cũng sẽ nghe ngay. Thế thì ác cũng phải hồi hướng được chứ. Nghe không? Đấy. Gạo trắng gửi đi được thì gạo đen gửi cũng được chứ. Đấy, chúng ta nghĩ thế. Thế thì Na Tiên mới nói, câu hỏi tại sao này thật khó trả lời, và có lẽ Đại Vương cũng không nên đặt những câu hỏi như thế. Na Tiên cũng có vẻ bí rồi. Nghe không? Ông vua mới nói, tại sao lại vậy? Thì ông vua nói là tại sao? Thì Na Tiên nói, vì câu hỏi ấy cũng tương tự như những câu hỏi sau đây. Chanh, tại sao mày lại chua? Ớt, tại sao mày lại cay? Những câu hỏi ấy có thể trả lời được không hả Đại Vương? Na Tiên nói rằng là cái câu hỏi của vua nó giống như là hỏi chanh là tại sao chanh lại chua? Ớt, tại sao ớt lại cay? Mía, tại sao lại ngọt? Thế. Câu ấy có trả lời được không đại chúng nhỉ? Không hỏi, không trả lời được. Nó vốn là như thế rồi. Chanh thì từ xưa nay nó là chua, và nó chua thì gọi nó là chanh. Đấy. Đấy. Ớt thì nó cay, mía thì nó ngọt. Đấy. Hỏi tại sao? Tất nhiên thì mình cũng giải thích được, mía thì nó tổng hợp, nó hút chất này lên, nó biến thành đường thì nó ngọt. Ớt thì nó tổng hợp lên những cái chất này, cái lá của nó, cái diệp lục nó này thành ra cái chất cay. Tức là có lý do thì vẫn giải thích được, nhưng mà tại sao nó lại là cái ớt lại hút cái chất cay? Trong đất thì chúng ta thấy cũng chỉ một mảnh đất đấy thôi mà trồng một cây chanh này, một cây ớt và một cây mía, cũng cái mảnh đất như nhau hết, cũng bùn ấy, cũng phân ấy. Thế mà tại sao thì cây chanh thì cho ra quả chua, cây ớt thì cho ra quả cay, cây mía thì cho ra đắng mía ngọt? Lạ thật đấy nhé. Chúng ta hỏi cái chỗ đấy là không trả lời được, đúng không? Không trả lời được tại sao nó lại như thế. Tại sao lại như thế? Giống như hỏi người tại sao mà lại trái tim ở bên trái? Tại sao thế? Mà thế không ở bên trái thì nó ở bên phải, cũng lại thắc mắc tại sao nó ở bên phải. Nghĩa là có một quả tim thôi thì nó không nằm bên trái thì không phải nằm bên phải, không thì nó nằm ở giữa. Nhưng từ xưa đến nay nó nằm ở bên trái rồi. Không ai thắc mắc được cái chuyện đấy. Thế Na Tiên mới nói là cái câu hỏi của Đại Vương nó cũng giống như là hỏi tại sao chanh lại chua, tại sao ớt lại cay vậy đó. Thế thì ông vua mới đáp là cái câu ấy là trả lời không được mà còn vô ích nữa. Na Tiên mới nói là cũng thế, câu hỏi của Đại Vương cũng là dạng như vậy đấy. Ông vua nói, nhưng mà chấm thấy chúng chẳng có gì liên hệ với nhau cả. Thật ra, chấm không cố ý tìm câu hỏi hiểm hóc để bắt bí Đại Đức đâu. Sở dĩ chấm hỏi như thế là vì thế gian sẽ có những người đặt những câu hỏi tương tự. Mục đích mà chấm muốn nhắm đến là lợi ích cho phần đông và lợi ích cho các thế hệ hậu lai. Đại Đức nên thông cảm cho chấm. Ông vua này ông rất thông minh, ông biết, nhưng mà ông hỏi là hỏi thay cho chúng ta đấy. Nghe không? Ông hỏi giúp cho thầy trò chúng ta đấy. Nghe không? Sau này, hậu lai sau này sẽ có những người ta
ngớ ngẩn người ta thắc mắc thế đấy. Mà không phải đâu, mà ngoại đạo nó sẽ thắc mắc như thế. Thế mình trả lời làm sao? Mình tiếng là Phật Pháp, là trí tuệ mà mình không trả lời được thì là mình thua đó. Thế sẽ hỏi, người ta hỏi là thế ông bảo thiện có phước thì hồi hướng được. Thế thì ác thì nó chỉ là đối nghịch với thiện thôi, thì nó cũng phải hồi hướng được chứ. Đấy. Cũng giống như là Thầy bảo là gửi lá thư thì lá thư màu trắng cũng gửi được, mà lá thư màu đen cũng gửi được chứ. Đưa thư vẫn đưa hết đấy. Hai cái này thì nó có tương ứng với nhau không? Na Tiên mới mỉm cười. Bây giờ Đại Vương thử trả lời những câu hỏi của Bần Tăng xem sao. Rồi từ những câu hỏi ấy, chúng ta sẽ trở lại vấn đề có được không? Thì ông vua ông đồng ý. Na Tiên hỏi, có người lấy ống nước, nghĩa là bên trong nó có bọng rỗng để thổi nước đi xa, họ có làm được không hả Đại Vương? Thì ông vua nói làm được chứ. Tức là lấy cái ống nước chúng ta thổi nước đi. Thế vậy bây giờ có một hòn núi mà bên trong nó có một cái hang, vậy có thể người mà thổi nước đi xa được không hả Đại Vương? Thổi nước vào cái hang đấy. Cái hang nó to thế làm sao thổi, nghe không? Thì ông vua bảo không thể được. Lại nữa, người ta thường đốt đèn bằng dầu, có người nào bắt trước lại thay dầu bằng nước lã có thể đốt đèn được không hả Đại Vương? Đấy, người ta đốt đèn bằng dầu, hay là bằng dầu hóa, hay là bằng mỡ, bằng sáp gì đó, người ta có thể đốt được. Thế nhưng bây giờ lấy nước lã ra để đốt thì có đốt được không? Vì cái vốn là nước nó không thể đốt được. Đấy. Thì ông vua ông nói là không thể đốt được. Lại ví như có người nông phu khai nước thông từ hồ vào ruộng, làm được vụ mùa phát tài. Có người lại bắt trước đi dẫn nước biển vào ruộng để cấy lúa thì có thu hoạch được không hả Đại Vương? Đấy, chúng ta thấy có lúa nào trồng ở nước mặn được đâu, đúng không? Lúa này trồng nước ngọt cơ. Thế thì người này ta dẫn nước ở trong hồ để trồng lúa được, có người bắt trước ra biển dẫn nước ở biển vào, nên không được, vì nước biển không nuôi lúa được. Đến đây Đại Đức La Tiên mới trầm ngâm rồi mới cao giọng nói: Thưa Đại Vương, mỗi loài, mỗi vật, mỗi pháp trên thế gian này đều có những đặc tính, tính chất khác nhau. Không ai có thể trả lời tại sao chúng có hình dáng, tính chất như thế. Chanh có vị chua, mít có vị ngọt. Chua ngọt là đặc tính, tính chất của chanh, của mít. Cũng tương tự như thế, ống hút nước có công dụng, chức năng của ống hút nước. Cái ngọn núi bọng kia không thể làm chức năng của ống hút nước được. Dầu dùng để đốt vì nó có tính chất dẫn lửa cháy được, nước không thể thay thế dầu được. Nước ngọt giúp cho việc trồng lúa, nhưng nước mặn lại làm lúa chết. Tất cả những điểm mà Bần Tăng đưa ra ở trên nghe có đúng không hả Đại Vương? Tức là Na Tiên mới nói là các pháp trên thế gian này, mỗi pháp nó có một cái thuộc tính riêng của nó. Mỗi pháp có cái thuộc tính riêng của nó. Chứ không phải mà cái đấy không thể nói là tại sao nó lại như thế. Không giải thích được tại sao lại như thế. Nó là như thế. Nhà Phật có câu gọi là pháp nhĩ như thị. Pháp vốn nó là như vậy rồi. Nghe không? Pháp xưa nay nó vốn là như vậy rồi. Pháp nhĩ như thị. Nghe không? Như thị. Mọi cái nó vốn như vậy. Rồi Na Tiên nói tiếp, trở lại vấn đề đầu tiên là thiện và ác. Thiện ác là hai pháp, mỗi thứ có một tính chất, một đặc tính, công dụng và chức năng khác nhau. Tương tự như mít thì ngọt, mà khế thì chua. Người làm việc thiện thì tâm hồn mát mẻ, người làm điều ác thì tâm nóng nảy. Mát mẻ hay nóng nảy là phản ứng tất yếu của thiện và ác. Chúng không thể trao đổi trạng thái và phản ứng cho nhau được. Pháp nào bảo tồn và duy trì tính chất của pháp ấy, Đại Vương đã nắm vững điều này chưa? Thì chỗ này Na Tiên mới nói là thiện và ác cũng thế. Cái việc thiện và việc ác nó cũng có đặc tính riêng của nó. Chúng ta khi làm việc thiện thì chúng ta thấy tâm hồn mình mát mẻ, làm được một việc, một thiện pháp thì tâm hồn mình mát mẻ, vui vẻ, hoan hỷ. Khi ta làm việc ác xong thì mình thấy mình day dứt,
dù là cái người ghê gớm mức nào làm việc ác rồi thì sau này tự trong lương tâm của họ cũng day dứt. Đấy, một thời gian sau rồi chính họ day dứt. Đấy, cái mà mình gọi là lương tâm nó cắn dứt ấy. Cái lương tâm đấy mà là ai? Mình vẫn gọi là cái ông quan, quan tòa trong, trong tâm của mình đấy. Cái lương tâm thế, nghe không? Nó cắn dứt. Đó. Cái lương tâm đấy nó thể hiện cho cái tính Phật của mình đấy, đại chúng. Nó làm cho mình phải day dứt, làm cho mình phải bất an. Nghe không? Khi mình làm cái việc ác, làm việc ác. Đó. Ông vua ông nói, chậm vẫn còn lờ mờ lắm, xin Đại Đức nói tiếp. Na Tiên nói, dầu thì đốt được, nước không đốt được, vì dầu mang tính chất của vật dẫn cháy. Cũng tương tự như thế, thiện hồi hướng được, ác không hồi hướng được là do tính chất của nó như vậy. Chúng không thể làm khác tính chất của chúng, ta cũng không thể áp đặt bảo chúng phải khác đi được. Đó. Bản chất của thiện là lan tỏa, càng thắp càng sáng, càng hồi hướng thì càng được nhiều. Bản chất của ác là co rút, cô đặc, không lan tỏa. Người nào làm thì người ấy chịu thôi, chẳng thể chia sẻ được cho ai. Đại vương nghĩ thế nào? Đấy, thì chúng ta thấy ở chỗ này Na Tiên lấy ví dụ để cho Vua Minh Lan Đà rõ thêm. Mà hôm trước Thầy cũng lấy ví dụ để đại chúng rất rõ đấy. Thiện và ác cũng giống như ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng chúng ta có thể soi được, hướng nó đến chỗ này, chỗ kia được. Còn có ai cầm bóng tối để bảo soi bóng tối đến chỗ này, chỗ kia được không? Có ai cầm bóng tối bảo cho tôi ít bóng tối đây được không? Gửi ít bóng tối ra chỗ kia được không? Không được. Nhưng ánh sáng thì có thể được. Cho tôi ít ánh sáng, chiếu cái đèn pin vào đấy là sáng được. Nghe không? Đấy, chứ còn bóng tối là ta chịu chết đấy. Bóng tối đại chúng có gửi được đi không? Có chiếu bóng tối đi đâu được không? Nghe không? Bóng tối và ánh sáng là hai mặt đối lập. Tối và sáng là đối lập. Cũng giống như phước và tội vậy đó, thiện và ác vậy đó. Nhưng mà ánh sáng thì chúng ta có quyền có thể điều chỉnh được, đem nó đi được. Còn bóng tối mình không đem đi được. Chẳng ai mang bóng tối đi được. Bảo chỗ này sáng quá, cho tôi một ít tối nữa vào đây, không mang được. Đúng không? Đấy, muốn cho tôi ít tối thì chỉ có là tắt ánh sáng đi thôi. Đấy, cho nên đại chúng thấy cũng là hai cái đối lập với nhau. Nhưng mà tối thì không thể nào hồi hướng đi được. Nhưng ánh sáng ta có thể gửi đi được. Ừ, ta chiếu ánh sáng đến chỗ này, ta dọi ánh sáng vào chỗ kia. Giống như là ta hồi hướng này đó. Thế còn tối thì chịu rồi. Bóng tối không thể hồi gửi đến đâu được cả. Đấy. Thì cái này, Thầy lấy cái này để cho đại chúng dễ hiểu về thiện và ác, phước và tội. Phước có thể gửi được, nhưng tội lại không gửi đi được, không hồi hướng đi được. Nó như thế, đấy là đặc tính. Đặc tính của bóng tối là nó ở đâu? Nó ở đấy đó. Chỗ nào không có bóng tối thì, à không có ánh sáng thì bóng tối nó lấn sân, nó xuất hiện. Đó. Thế còn chỗ nào có ánh sáng là nó chạy. Thế thôi. Chứ còn gọi bảo làm ra anh, chẳng có cái máy nào chế tác ra được bóng tối cả. Đại chúng thấy không? Không có cái máy nào chế tác ra bóng tối. Nhưng có máy làm ra ánh sáng. Có đèn để làm ra ánh sáng, điện làm ra ánh sáng được. Nhưng mà điện không làm ra bóng tối được. Đại chúng thấy không? Nó lạ vậy đấy. Thế cho nên Thầy nói là cái thiện ấy, nó giống như ánh sáng ấy, nó thuận theo tự tính. Nó thuận theo tự tính. Cái ác nó như bóng tối ấy, nó trái với tự tính. Cho nên nó không thể hồi hướng được, nó không lan tỏa được, là như vậy. Đây là đặc tính của nó. Đây là đặc tính của nó. Đấy. Thế thì Na Tiên mới nói, thiện có quả nhiều, ác có quả ít. Đó là bản chất, tính chất của nó là một cái gì đó cố hữu tất yếu, đại vương ạ. Một giọt nước có thể rơi thấm được 10 xào đất, 20 xào đất không hả đại vương? Thì ông vua nói là không thể. Thì Na Tiên nói một trận mưa to, rất lớn, rất lâu thì sao? Ông vua đáp rằng không những thấm nhuần cả một vùng mà còn đầy giếng khe suối, là không, sông rạch nữa là khác. Na Tiên mới nói, cũng như vậy, việc thiện
mà người nào đã làm thì có thể thấm nhuần, chia sẻ đến cho rất nhiều người, vì thiện vốn có quả nhiều, còn ác thì không thể như vậy vì nó có quả rất ít, Tâu Đại Vương. À, cũng cái câu chuyện của bài hôm nọ, ông vua Mi Lan Đà ông nói đó, là một người bây giờ làm việc ác, đi giết người, thì rất nhanh sau đó là nhà vua sẽ bắt và chém đầu, hay là bắt giam và tra tấn. Thế thì ông vua ông lập luận là đấy là do nó làm việc ác, cho nên là cái năng lực của ác nghiệp nó mạnh, cho nên là nó bị trả quả ngay. À, nhưng đấy là chúng ta nhìn một phía mà đấy là lệch. Chúng ta phải thấy rằng đấy chính là thể hiện của thiện nghiệp. Thằng này tạo ác nghiệp, nhưng mà sao? Vì cái thiện nó rất là mạnh, cho nên nó mới bắt nó phải trả quả ngay. Nghe không? Đấy, đấy nếu chúng ta nhìn cái góc độ ấy. Đấy. Chứ còn ông vua Mi Lan Đà ông này bảo do cái ác ấy cho nên là nó bị bắt ngay. Không phải do cái ác ấy nó bị bắt ngay, mà do là thiện pháp đang mạnh mẽ, năng lực của thiện pháp mạnh cho nên mới bắt nó trả quả ngay như thế. Đấy, xét một góc độ chúng ta lại thấy như vậy. Đó. Thì ở chỗ này cũng thế. Na Thiên cũng nói rõ để chúng ta thấy cái thiện nó có cái sức lan tỏa và có cái sức nó cho quả nhiều. Cho quả nhiều là như vậy đấy. Cho quả nhiều. Rồi Na Tiên nói tiếp, khi làm việc lành tốt thì tâm của người ta hoan hỷ, mát mẻ, hỷ lạc. Khi làm việc xấu thì tâm của người ta nóng nảy, ăn năn, hối hận. Cái tâm hoan hỷ, mát mẻ, phỉ lạc ấy sẽ được lan tỏa, tươi nhuần, tuôn chảy đến nhiều người. Còn cái tâm nóng nảy, ăn năn, hối hận ấy nó sẽ co rút, cô đặc, khô cháy, nên không thể tuôn chảy đến đâu được. Đấy là lý do thiện quả, thiện báo thì hồi hướng được. Còn ác báo, ác quả thì không hồi hướng được, Tâu Đại Vương. Thì chúng ta thấy Na Tiên phân tích chỗ này, đại chúng rõ chưa? Đó. Khi chúng ta làm việc thiện, tâm chúng ta mở ra, hoan hỷ, wow, nó mở cái tâm mình ra, và cái từ trường của cái việc thiện ấy nó lan tỏa ra. Đấy. Đấy. Thế còn khi một cái người làm việc ác thì chúng ta thấy nào, vừa làm thì phải lén lút này, wow, giấu giếm này, khi làm xong thì còn sợ sệt, lo lắng, cho nên nó co rút lại. Cái này khi mà đi sâu vào tu tập thì sẽ thấy đúng đó. Cái tâm khi làm việc ác tự nó co rút lại, tự mình thấy sợ hãi, tự mình thấy mình bị đơn độc. Nó là như vậy đấy, thưa đại chúng. Khi mình làm việc ác tự mình thấy mình đơn độc ngay, mình bị co rút lại. Đó. Còn khi mình làm việc thiện thì mình lại muốn lan tỏa đến mọi người. Nghe không? Làm việc thiện xong tâm ta hoan hỉ, hồ hởi, vui vẻ. Đại chúng thấy không? Nó quang minh. Khi ta làm việc ác thì ta lén lút, ta giấu giếm, ta trốn tránh. Việc ác mà. Đấy. Việc ác có mấy khi mà được công khai đâu. Mấy khi đâu. Đã làm việc ác, việc xấu, thường là phải giấu giếm, phải lén lút. Đó. Đấy là bản tính của nó. Cái tính chất của nó là như vậy. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, vậy thì qua cái bài này, hai cái bài này, chúng ta hiểu được về bản chất của thiện và ác, tính chất của nó, nha, để chúng ta vững tâm trên con đường tu tập. Nha. Đừng lo, nghe nói rằng có thiện là có ác, là chúng ta thôi thì cũng thiện vừa vừa thôi, nha, không thiện quá lại ác nó cũng nhiều. Không phải, nha, nếu mà chúng ta lo thế thì chúng ta không tu được. Đó. Tất cả chúng ta nếu mà hiểu được thiện nó như thế, chúng ta tinh tấn hành thiện. Chân Phật mới dạy chúng ta là phải bỏ ác hành thiện. Cái đấy là rõ. Chứ chúng ta đừng sợ là chúng ta làm thiện nhiều thì cái ác nó cũng lại cân đối, nó cũng nhiều lên. Không phải thế đâu. Thế giới của chư Phật là không có ác. Đấy, như trong Kinh Di Đà nói là ở cõi Tây Phương Cực Lạc không có người ác luôn các con. Đại chúng thấy không? Không có người ác. Thế giới của chúng ta đây mới có người thiện, người ác. Chứ còn thế giới của chư Phật là không có người ác. Không có chút người ác nào cả. Nghe đến danh từ ác đạo cũng còn không có. Ở đây là ác đạo cũng không có. Đấy, cái thế giới nó đặc biệt như vậy. Đấy, thì cái thiện, cái ác, tuy rằng nó là hai mặt đối lập đấy, nhưng mà chúng ta là con người, chúng ta vẫn có thể tiêu diệt được cái ác.
hành thiện và tiêu diệt được cái ác. Và đấy là con đường để trở thành các bậc hiền nhân, thánh nhân, đạt được cái sự giải thoát. Sau khỳ mà được Tỳ kheo Na Tiên giải tỏa như vậy thì ông vua Milan Đà ông rất hoan hỷ, ông hết nghi ngờ. Ông tin chắc được như vậy là yên tâm đi, mình cứ hành thiện, còn ai người ta hành ác người ta không bao giờ hồi hướng được cho mình. Hồi hướng được cái điều ác cho mình nhé. Cho nên ở đây Thầy nói nhiều Phật tử khi mà đi lỡ lầm đi vào một số các cái tà đạo, các cái tôn giáo lạ đấy, lỡ vào đấy rồi, rồi thề thốt ở đấy rồi, bây giờ quay về đi quy Phật, sợ, bạch Thầy con sợ lắm Thầy ạ, chỉ sợ bên đấy người ta lại hồi hướng cái gì đến con thì con chết, nghe không? Người ta lại gửi cái ác đến cho con. Thì Thầy bảo không có sợ cái chuyện đó, nhớ là cái ác không hồi hướng được nhé, cái ác họ không hồi hướng được. Họ có thể hành ác nhưng họ không hồi hướng được cái ác đến với chúng ta nhé. Cái ác không hồi hướng được là đúng đúng cái tính chất như vậy. Nếu cái ác hồi hướng được thì đại chúng thấy thế nào, nó nguy hiểm thế nào, nghe không? Đấy, bây giờ Thầy nói như là Pháp Luân Công á, Pháp Luân Công họ vẫn cứ hàng ngày họ ngồi họ phát gì? Họ phát ấy đó, gọi là tiêu diệt gì? Tà linh gì đó, cộng sản, họ nói thế. Đấy là họ cũng, họ hiểu rất lắm, nhưng họ phát như thế họ có tiêu diệt được đâu. Nghe không? Làm sao lại thế được? Cái tiêu diệt như thế là cái ác, ác tâm, ác niệm, không thể hồi hướng, không thể chuyển cái ý đến ai được cả. Nghe không? Đại chúng nhớ thế. Cho nên chúng ta đến đâu mà cầu khấn điều ác đến với ai thì cũng không được đâu. Nghe không? Có ai mà thù ai đến đây trước mặt Phật được con cầu cho người ấy. Và Thầy vẫn nói vui bảo đến cầu cho tình nhân của chồng con đi đâu chết đấy. Không được đâu. Không cầu thế được, cũng không hồi hướng đến được. Nghe không? Đại chúng nhớ nha, bản chất nữa. Đấy. Cho nên mình khi mình cầu như thế là chính mình lại gánh chịu đấy. Mình khởi cái ác tâm là chính mình phải gánh chịu cái hậu quả ác. Chứ còn cái điều ác ấy không đến với người ta được đâu. Nha. Thì Phật Pháp vốn là như vậy đấy đại chúng. Cho nên chúng ta mới thấy là cái con đường hành thiện, hành ác là con đường mà chúng ta phải đi. Hành thiện là chúng ta phải đi, bỏ ác. Chúng ta nhận thức được cái điều này. Con đường này con đường rất thuận lợi, vì cái thiện nó thuận với tự tính. Dại gì ta không làm. Và giống như chúng ta chèo thuyền trên sông mà sông chảy một đằng này, ta thuận theo chiều của nó thì nó thuận, nó rất tốt. Nói thế thôi thưa đại chúng, cho chúng ta đi hành ác cũng không phải dễ đâu. Và tự mình ra Thầy bảo đi hành ác cũng không dễ đâu. Dễ gì? Cho đi đánh nhau, chửi nhau cũng không dễ đâu. Đấy, nhớ chân chúng ta, nhớ là chúng ta đang đi trên con đường rất đúng đắn rồi. Và hành thiện, tu thiện là rất đúng đắn. Con đường đó thuận theo tự tính, và nó được nhiều lợi lạc, nhiều quả tốt, nhiều kết quả tốt đẹp. Tại sao chúng ta lại không đi? Nghe không? Đấy. Đấy. Chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta, Ngài rõ cái này. Cho nên bao nhiêu kiếp tu hành, Ngài đều vững vững bước trên cái con đường này. Nghe không? Đấy, thì mong rằng đại chúng là hôm nay cũng là cái buổi giảng pháp cuối cùng của năm Mậu Tuất. Đại chúng vững vững tiến nhé, bước chân trên con đường thiện, bỏ ác, tu thiện. Nghe không? Rồi sau này đến chỗ thuần thiện tịnh tâm. Hôm nay hai bài này cũng ngắn, chúng ta dừng ở đây. Giờ Thầy sang cái phần tiếp là trả lời các cái câu hỏi. Có bạn tên là Mai Thanh hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con được nghe những thông tin trên thời sự và báo chí thì người ta có quan điểm gộp Tết ta với Tết Tây. Con thấy có rất nhiều ý kiến đồng thuận và ý kiến trái chiều nhau. Riêng bản thân con thì con không đồng tình với quan điểm ấy, vì Tết ta đã là truyền thống lâu đời. Vậy theo quan niệm của nhà Phật thì sao ạ? Con mong Thầy giải đáp thắc mắc giúp con với ạ. Con xin cảm ơn Thầy ạ. Bạn này, bạn ấy quan tâm đến cái chuyện Tết ta và Tết Tây.
Thầy thì vừa rồi cũng có nghe một số các cái thông tin, cũng có người thì đề xuất là gộp ăn cái Tết ta lại với Tết Tây, về Tết Tây. Thì bây giờ chúng ta đã hội nhập thế này thế nọ, có nhiều quan điểm, cũng có quan điểm đồng ý, có quan điểm không đồng ý. Thì bạn Mai Thanh này, bạn cũng đặt vấn đề với các thầy, vậy thì quan điểm nhà Phật mình thế nào? Thì kính thưa đại chúng, với nhà Phật ấy, chúng ta biết đạo Phật của chúng ta gọi là đạo xuất thế gian, nhưng mà cũng không ra ngoài thế gian và soi sáng cho thế gian. Đối với đạo Phật thì quan điểm là gì? Tùy thuận chúng sinh mà nhi vi lợi ích. Làm sao mà tùy thuận được chúng sinh mà lợi ích, giúp cho chúng sinh đạt được chỗ giác ngộ, giải thoát mới là cái vấn đề chính. Chứ còn ở thế gian này thì có rất nhiều quan điểm, nhiều vấn đề. Đấy, cũng vấn đề nêu ra nhưng mà tranh luận không có ai chịu ai đâu. Vào, không ai chịu ai. Thì chúng ta biết cái Tết ta thì ở châu Á mình cũng có phải đến gần chục nước đó, ăn cái Tết theo cái Tết cổ truyền của họ. Vào, Việt Nam mình này, Trung Quốc này, Nhật Bản này, Hàn Quốc này, Triều Tiên này, Thái Lan này, Campuchia, Lào, Ấn Độ họ cũng có cái Tết truyền thống dân tộc, Singapore. Đó. Thế thì chúng ta thấy là họ có cái Tết truyền thống của dân tộc người ta và người ta vẫn ăn cái Tết đấy. Có Nhật Bản thì giờ họ đổi, họ không ăn theo cái Tết truyền thống trước, họ ăn theo cái Tết của Tây Lịch. Thì chúng ta biết là cái Tết Dương Lịch ấy, thì nó được hình thành từ một cái vị giáo hoàng của đạo Công giáo, là ông giáo hoàng Gregorio ở thế kỷ thứ 6. Ông ấy chọn cái ngày đầu năm của Tết của Dương Lịch ấy, làm ngày Tết, và từ đó thì nó hình thành ra ăn cái Tết Dương Lịch. Đấy. Thế còn dân tộc Việt Nam mình thì cái thời phong kiến thì không có cái lịch Tây đâu. Mãi khi mà Pháp đô hộ chúng ta rồi, rồi mới xuất hiện cái lịch Tây. Cũng không biết là chính thức dùng cái lịch Tây này từ năm nào, ngày nào, không biết. Nhưng mà từ khi chúng ta bị Pháp thuộc, rồi chúng ta mới có lịch Tây. Còn trước đây toàn dùng cái lịch âm đấy, lịch ta đấy. Thế thì chúng ta thấy là cái, như cái năm 2018 này vừa rồi này, dân chúng ta cũng thế, cũng nghỉ Tết Tây rồi cũng ăn Tết Tây. Ăn Tết Tây. Thì chúng ta đang trong cái quá trình hội nhập mà văn hóa phương Tây cũng tràn vào. Nghe không? Thế thì nhất là giới trẻ bây giờ, Tết rồi lễ Noel, chúng ta cũng rất là hưởng ứng. Thế vậy quan điểm của các thầy của nhà Phật mình thì thế nào? Thầy thì thầy nghĩ là dân tộc mình ấy có cái Tết ta từ bao nhiêu đời nay rồi, nó trở thành truyền thống của dân tộc. Ngày Tết Nguyên Đán, cái chữ Nguyên Đán ấy, tức là nguyên ấy, tức là ban sơ khởi đầu, là cái mới nguyên đấy, là cái đầu nguồn. Cái chữ Đán là sáng sớm, đấy, là sáng sớm đầu tiên khởi nguồn, tức là chính là cái ngày mùng 1 đấy, mùng 1 Tết đấy. Đấy, thì gọi là Tết Nguyên Đán. Người ta lấy cái ngày đó gọi là Tết Nguyên Đán. Cái chữ Nguyên Đán là như vậy. Thế thì cái ngày Tết âm lịch của chúng ta, Tết Nguyên Đán chúng ta đã là một cái văn hóa rất là truyền thống. Ngày ấy là con cháu về sum họp và ai cũng nghĩ đến cái ngày ấy, nó rất linh thiêng, về cúng tiên tổ, rồi anh em quây quần sum họp tất cả một năm làm việc về tổng kết một cái năm đấy, và sang một năm mới là thôi bỏ đi tất những cái gì cũ, nghe không? Bỏ những cái gì cũ để chúng ta đón một cái xuân mới. Những cái gì buồn, những cái gì không hay ta cũng thôi để lại hết, sang cái ngày mùng một đấy là phải mới, nghe không? Phải mới. Ngày xưa chúng ta thì còn được đốt pháo, bây giờ không đốt pháo, nhưng mà chúng ta thấy cái tinh thần của cái ngày Tết đấy nó vẫn được giữ, vẫn được giữ. Ai cũng thế, thầy cũng nhớ cái cảm xúc hồi nhỏ cũng thế,
Cái giao thừa xong là mình cảm thấy con người mình nó đổi mới, nó thay đổi nữa. Hứa năm cũ cái gì chưa làm được, sang năm mới mình cố gắng. Đấy là cái, nó tạo thành một cái hồn dân tộc thấm vào rồi đấy. Cái ngày Tết cổ truyền của chúng ta nó đã thấm vào trong hồn mình rồi. Chúng ta mà thay đổi mà bỏ nó thì rất là phí. Cái ngày Tết dân tộc của chúng ta, Tết cổ truyền ấy, nó có cái tâm linh rất nhiều và nó lợi ích cho dân tộc mình rất nhiều. Thế thì cho nên là quan điểm của các thầy thì để lợi ích chúng sinh ấy, thì chúng ta đối với dân tộc mình là không nên bỏ cái ngày Tết cổ truyền. Vì ngày Tết ấy nó đang đem lại thiện pháp cho chúng ta, giúp cho chúng ta được nhiều cái tốt đẹp. Nếu bỏ nó đi, chúng ta thấy cái Tết Tây, tuy là Tết Tây thì người ta cũng chỉ có ăn với nhậu với chơi thôi, chứ còn nó không có cái tính chất giáo dục về mặt tâm linh. À, cố kết cộng đồng giáo dục tâm linh và gia đình đoàn tụ nó không có ý nghĩa như thế. Cái lịch, cái Tết Tây cho người ta thường là vui chơi, ăn nhậu, hát ca. Đó. Nhưng mà cái ngày Tết cổ truyền của dân tộc mình nó thấm đậm rồi. À, Tết đến chùa, xong đến chùa rồi xin lộc Phật, rồi thăm ông, thăm bà, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy, nghe không? Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ đấy mà, cây nêu bánh tràng pháo bánh trưng xanh, những cái đấy nó thấm vào trong tâm mình rồi. Bây giờ tuy nó không có tràng pháo pháo này nhưng người ta có pháo điện, nó cũng vẫn có cái không khí và rất hay. Cho nên dân mình mà bỏ cái Tết cổ truyền là một cái mất mát rất lớn, thầy nghĩ thế. Có nhiều người thì cứ đưa ra bảo bây giờ là đổi ăn Tết Tây thôi, cho đỡ tốn thời gian, đỡ tốn của. Nhưng mà thầy nói là chúng ta xác định xem cuộc đời này ấy, phải không? Chẳng nhẽ chỉ là để đi làm. Phải không? Ngày Tết cũng là một cái ngày hưởng thụ về tinh thần cho nhân dân. Dân ta một ngày, các cụ ngày xưa còn nghèo lắm mà cũng đã xác định ăn chơi cả tháng cơ mà, cả tháng riêng. Tháng riêng là tháng ăn chơi, đúng không? Nghèo thì nghèo nhưng cũng phải chơi một tháng. Nên là dân mình là dân biết hưởng thụ đấy. Mà hưởng thụ ấy nó hay, cái tháng riêng, cái tháng hưởng thụ về tinh thần, tích lũy năng lượng cho cả một năm. Đấy. Thế cho nên cũng không dạy gì ta bỏ cái Tết cổ truyền cả. Thế bạn Mai Thanh này, bạn cũng quan tâm, bạn muốn hỏi quan điểm của nhà Phật mình. Thì nhà Phật mình thì thực ra thì cái gì mà lợi ích cho chúng sinh là nên thực hành. Đối với Việt Nam chúng ta, với dân tộc Việt Nam chúng ta lúc này giữ cái Tết cổ truyền vẫn là tốt và nên giữ, vì nó bảo lưu được những cái văn hóa truyền thống có bản sắc riêng. Thứ hai là nó đúng là cái Tết tâm linh. Tết cổ truyền là cái Tết rất tâm linh. Còn cái Tết Tây đến với dân tộc ta nó không có tính chất tâm linh. Chỉ là ăn chơi, chỉ là vui vẻ chút thôi. Chúng ta không thấy cái không khí ấy. Đúng không ạ? Đó, cho nên là về quan điểm thì thầy nghĩ để lợi ích cho dân tộc mình lúc này thì không nên bỏ cái Tết ta. Chúng ta vẫn duy trì Tết ta và làm cho Tết ta thật là đầy đủ cái ý nghĩa của nó. Thì cái đó vẫn là cái hay. Thôi, thế nào. Có bạn tên là Mai Phương Thùy hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con luôn luôn tin luật nhân quả là đúng, nhưng khi nghe câu chuyện nhân quả chú tiểu vô tình giết con run mà kiếp sau bị nhà vua vô tình giết chết, thì con cảm thấy rất hoang mang. Vì nhiều lúc con vô tình đi xe máy cán chết con kiến, con chuột hay con gì đó mà không thể tránh khỏi. Thế liệu có bị nhân quả không ạ? Rồi khi nằm bị muỗi đốt hoặc ruồi bậu và thức ăn và nhà có chuột phải bẫy chúng thì có nên làm không ạ? Nếu không giết chúng thì chúng sẽ lây bệnh nguy hiểm. Ở đời không ai là không dính nghiệp sát, sinh, kể cả lúc mình vô tình hay cố ý. Vậy bản thân con bây giờ phải làm gì để có thể giải dần nghiệp quả của con ạ? Xin Thầy giải đáp giúp con với. Bạn Mai Phương Thùy, bạn nói là bạn được nghe một câu chuyện, mà cái này trước đây Thầy cũng có kể đấy. Tức là câu chuyện gọi là quả báo của sự vô tình. Có một vị quốc sư được vua rất là quý.
Thế hôm ấy thì vua với lại tể tướng đang đánh cờ. Đang đánh cờ này. Thì vua muốn gọi quốc sư đến để tí nữa bàn việc nước. Mới gọi, sai lính gọi quốc sư đến. Thế thì vua thì vẫn đang mải đánh cờ với tể tướng khi mà lính nó đến, nó mời quốc sư đến, vừa bước vào cửa. Đúng bước vào cửa thì lính tâu là tâu bệ hạ là quốc sư đã đến. Thì ông vua này ông đang mải đánh cờ. Đúng lúc ấy ông còn chuẩn bị chộp quân tướng của tể tướng. Thế là ông hô là giết. Giết là ông giết cái thằng quân tướng ấy, của cái ông tể tướng trên bàn cờ. Thì ông hô là giết. Thế thì cậu lính kia cũng vừa mới tâu với vua là con đưa quốc sư đến rồi. Thế nghe vua bảo giết. Thế là túm cổ quốc sư đem ra giết. Giết xong thì ông vua ngồi đánh cờ xong, có ngồi đợi mãi mà không thấy quốc sư đến, ông mới cho gọi anh lính đến mà. Đâu thấy quốc sư đâu, cho mày đi với quốc sư, sao giờ chưa thấy đến? Nó bảo con tâu bệ hạ là nãy con đưa quốc sư đến thì bệ hạ kêu để giết, thế là con đem con giết rồi. Thế hồi ông vua lúc ông mới tá hỏa tam tinh lên. Nghe không? Đấy là câu chuyện mà trong luật nhà Phật có kể. Thế sau nhưng mà cái câu chuyện này được quốc sư thì có trước khi mà đi đó, thì quốc sư cũng có dặn các đồ đệ là hôm nay ta đi ta trả nốt một cái nghiệp, mà cái nghiệp này là ta cũng sẽ phải trả bằng mạng. Kiếp trước ấy, ta là một chú tiểu, khi mà ta quốc chết một con giun, con giun đó giờ tái sinh làm vua bây giờ, thì hôm nay ta phải trả nốt cái nghiệp này. Cho nên là ta hôm nay có bỏ mạng cũng không có gì phải suy nghĩ cả. Nói hết các đồ đệ thế, dặn trước hết rồi. Đấy, thì đấy là cái câu chuyện mà trong kinh sách nhà Phật. Thế thì bạn này á, bạn ấy có được nghe, chắc nghe Thầy cũng kể câu chuyện này thì bạn lo. Bạn bảo bây giờ bạn đi xe, bạn kẹp chết kiến rồi chết chuột này, không biết làm sao, nó cũng vô tình thôi. Thế rồi bây giờ mà ở nhà muỗi đốt rồi, rán rồi chuột các thứ thì sao? Đấy. Thế thì thưa đại chúng, quả thật ấy, cái thế giới này của chúng ta, Phật gọi là thế giới này là chỗ mà chúng sinh trả nghiệp, ân oán trả nghiệp lẫn nhau. Nó là như vậy. Không phải chỉ là đi xe, đi tàu cũng làm chết chúng sinh, đi thuyền cũng làm chết chúng sinh. Trèo trên thuyền nhiều khi chém vào con cá nó cũng chết. Cái màn thuyền nhiều khi nó cọ vào bờ cũng chết, cả con hà, con hến cũng chết. Chỗ nào cũng có thể làm cho chúng sinh chết cả, dù là vô tình. Đấy. Thế thưa đại chúng, vậy thì bây giờ làm thế nào? Ngay như các thầy giờ này, đi đường thì cũng có khi dẫm một sâu một kiến cũng chết. Làm sao đấy? Đấy, cho nên ấy, Đức Phật mới nói là cái cõi này là cõi chúng sinh trả quả lẫn nhau. Vào trong luân hồi lục đạo này, trả quả là cái chỗ trả ân, trả oán với nhau đấy hết. Đấy. Rất là khó, thưa đại chúng. Như các thầy đi xuất gia thì nó hạn chế được tối đa. Cho nên Đức Phật chế chư Tăng 3 tháng an cư mùa mưa đó. Mùa mưa chúng sinh côn trùng nó ra đường nhiều thì chư Tăng an cư kiết hạ, tập trung một chỗ. Và Phật tử đến cúng dường, không đi khất thực nữa. Nghe không? Tránh được cái nghiệp sát. Thế còn Phật tử chúng ta với lại quần chúng nhân dân ở tại gia, tại nghiệp thì không thể tránh khỏi, thưa đại chúng. Vậy thì cái phương châm của nhà Phật mình thế nào? Đối với người tại gia thì chúng ta phải hành lấy cái lợi ích lớn. Wow. Như Đức Phật nói, Đức Phật ra đời vì lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Vẫn lấy cái lợi ích của chư thiên và nhân loại làm lợi ích chính. Đại chúng rõ chưa nào? Đấy. Giáo pháp của Đức Thế Tôn tuyên thuyết vì lợi ích cho số đông này, cho chư thiên và nhân loại. Đức Phật nhắm tới hai cái đối tượng chính là chư thiên và nhân loại, là hai cái chỗ ruộng phước màu mỡ, nghe không? Có thể phát triển đạt được giác ngộ. Cho nên ấy, chúng ta ở thế gian thì chúng ta cũng thế, nghe không? Bảo là tránh hết tất cả, không bị dính vào cái sát, không thể có. Có Phật xuất hiện cũng không thể làm thế được. Trừ khi chúng ta tu, chúng ta chứng thánh quả, thì lỡ mà đạp vào con kiến, con sâu nào ấy, thì con ấy nó lại vẫn được cái duyên nó cứu độ, được duyên cứu độ. Nghe không? Đấy. Còn chúng ta là phàm nhân thì không tránh khỏi nhé. Đại chúng phải biết cái này không tránh khỏi, ta phải chấp nhận. Nhưng mà ta đặt hành động, ta đặt mục tiêu là lợi ích
vì lợi ích cho con người là chính. Đấy. Cứu người thì hơn cứu vật. Bây giờ nếu đi đường, chúng ta phải tránh mà để không xảy ra tai nạn. Bên này có một con chó, bên này có người, thì ta tránh con chó hay tránh người? Đại chúng, ta phải tránh người, chấp nhận là phải hy sinh con chó. Nghe không? Đấy là đúng đấy. Chứ không phải lúc ý bây giờ từ bi thương con chó để đâm vào người thì không được. Nghe không? Đấy. Cứu người là hơn là vật. Rồi số đông là hơn số ít. Đại chúng nhớ câu chuyện trong tiền kiếp của Đức Phật khi Ngài hành Bồ Tát Đạo, cũng có một kiếp ấy, là Ngài phải giết một thằng cướp. Chính tay Ngài giết thằng cướp này. Vì thằng cướp này nó định giết cả 500 người trên con thuyền để nó cướp của trên con thuyền. Thế là Ngài ra tay, Ngài giết thằng cướp này, giết nó để cứu cả 500 người. Đấy, đấy là giết người đấy, đại chúng nhé, để cứu 500 người. Nghe không? Đấy. Thứ hai nữa, thứ ba nữa là gì? Người thiện hơn người ác. Nghe không? Người thiện hơn người ác. Chúng ta bảo vệ người thiện hơn là bảo vệ người ác. Đó. Rồi cứu bậc thánh hơn là cứu người phàm. Nó vẫn có cái khác nhau. Cha mẹ, đấy là những chúng sinh gọi là bậc thượng đấy. Chư Phật, thánh nhân, cha mẹ đều là xếp vào bậc thượng. Thế còn con vật là chúng sinh bậc hạ. Đại chúng rõ không nào? Đấy thì ở đời chúng ta biết cái chuyện mà để bảo hết sát sinh là không thể có, không phạm phải sát là không thể có. Chúng sinh nó đầy hết ra đó. Đại chúng thấy không? Không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta hành ở thế gian thì phải hành đặt cái lợi ích như cái tiêu chuẩn Thầy nói đấy. Cứu người hơn cứu vật. À, cứu đông người hơn cứu một người. Đấy. Nghe không? Rồi, người thiện hơn người ác, bậc thánh hơn người phàm. Chúng ta hành theo cái phương châm đấy. Bây giờ chúng ta có thể phải phun thuốc để cho lúa nó có tốt, và để mà có gạo cho loài người sống, thì đấy là vì người, thì vẫn hơn là vì con mấy con dẹp, mấy con sâu, mấy con bọ. Cứu được mạng người, nghe không? Đấy, thì trong cái thế gian chúng ta phải sống như vậy. Đấy là cái pháp tương đối ở thế gian. Thế còn chỉ có đi xuất gia thì có thể trọn vẹn đầy đủ được. Các thầy đi xuất gia thì có thể tương đối trọn vẹn đầy đủ được. Đó. Nhá, thế còn nếu bảo đời sống tại gia để chúng ta được trọn vẹn thì không thể có, không thể có được. Cái này là lẽ thật đấy đại chúng, cái này là không thể có được. Nha, cho nên bạn Mai Phương Thùy nha, hiểu được cái lý này và hành động như Thầy vừa nói đấy, ở thế gian là đành phải, chúng ta vẫn phải chấp nhận có nhân quả. Ta nhớ kẹp chết con chuột thì rồi vẫn có nhân quả với nó đấy, không phải không đâu, chứ không tránh được nhân quả. Ta cố ý hay ta vô tình thì nó vẫn có cái nhân quả, vô tình nó có cái nhân quả của vô tình. Nghe không? Và tất nhiên chúng ta trả cái quả vô tình thì nó khác với quả cố ý. Quả cố ý. Đó. Đấy, thì về nhân quả thì nó đi theo đường của nhân quả. Còn chúng ta khi sống thì chúng ta phải căn cứ theo những cái tiêu chuẩn. Cái nào lợi ích hơn? Lợi ích cho số đông, lợi ích cho thiện pháp để chúng ta thực hành. Nhé. Đấy, đấy là cái tiêu chuẩn, để tiêu chí để chúng ta hành động. Thì chúng ta mới sống được. Chứ còn chúng ta đòi hỏi tuyệt đối ở tại gia mà không bị dính vào, không bị sát sinh cái gì là rất khó, là không thể thực hành được, không thực hành được nha. Có bạn tên xin là dấu, xin được giấu tên. Kính chào Thầy, con có vợ mới sinh con. Sinh xong vợ con trở thành người khác hẳn, lầm lì và trở nên rất luộm thuộm. Con cố gắng chiều vợ hết cỡ mà nhờ bạn con là bác sĩ tâm lý đến giúp mấy lần nhưng không đỡ. Vì thương vợ mà con theo chị gái về chùa Ba Vàng, thỉnh oan gia trái chủ cho vợ con. Vong linh ra và bảo rằng tác động vợ con y hệt như vậy.
Con thấy sau khi thỉnh xong, vợ con tuy chưa được gọn gàng như ngày xưa, nhưng tính tình đã đỡ rất nhiều. Con bắt đầu suy nghĩ về việc này vì như con tìm hiểu, những người như vợ con là bị trầm cảm sau khi sinh, sẽ hồi phục nhưng phải mất thời gian rất lâu. Ngày trước, các chị dâu của con cũng bị như vậy. Nếu người nhà không biết đường chữa trị thì có thể có hậu quả xấu như đi tự tử. Mà nếu có chuyện tâm linh can thiệp vào như vợ con thì khó mà chữa bằng cách bình thường. Vậy nên con cũng xin Thầy khuyên vài câu về nguyên nhân và cách chữa vấn đề trầm cảm này theo nhà Phật để cho nhiều người cùng được biết. Con xin cảm ơn Thầy. Bạn này bạn xin giấu tên. Như kính thưa đại chúng, cái chuyện mà phụ nữ sau khi sinh bị trầm cảm bây giờ Thầy cũng nghe thấy nhiều. Nghe không? Nghe thấy nhiều. Đó. Thì tại sao ngày xưa phụ nữ ít bị trầm cảm hơn sau khi sinh, nhưng phụ nữ thời hiện đại bây giờ lại hay bị? Đó. Thỉnh thoảng Thầy cũng đọc thì cũng có nhiều những cái câu chuyện, nhiều chị em phụ nữ khi sinh con xong là trầm cảm, rồi đòi tự tử, hay là nó rất nhiều thứ chuyện xảy ra bức xúc. Thế thì nó là thế nào? Tất nhiên thì Thầy nghĩ là một người phụ nữ khi sinh con xong thì cơ thể nó thay đổi rất nhiều. Và từ khi mang thai rồi đến lúc sinh nở, nó thay đổi rất nhiều thứ. Về thể chất nó bị thay đổi, cho nên nó ảnh hưởng đến tâm lý. Rồi phải nuôi con rất vất vả, rất vất vả. Đó. Cái sức chịu đựng người ta nó cũng có hạn thôi. Chính những cái trạng thái đó nó cũng khiến cho người phụ nữ dễ bị trầm cảm. Thế ngày xưa Thầy nghĩ là, Thầy nghe các cụ nói đó, gọi là chừa con so làm cho hàng xóm ấy, phải không? Tức là các cụ ngày xưa mà khi mà chừa là làm dữ lắm, làm thật mạnh. Đó. Đến lúc khi sinh thì các cụ lại đỡ. Tức là cái sức chịu đựng của người ngày xưa hơn bây giờ. Hơn bây giờ. Cho nên sau khi sinh xong, có khi là người ta chỉ sinh mấy ngày xong đấy, đã đi cấy rồi, đi làm rồi. Thầy cũng có nghe đấy. Đấy. Đẻ xong mấy ngày đã phải đi làm, không đi làm thì không ai làm cho. Không phải đi làm. Thế nhưng các cụ lại chịu đựng được, lại chả thấy trầm cảm gì cả. Hay phụ nữ bây giờ thì lại nhiều chuyện. Thầy nghĩ là do giờ phụ nữ giờ cũng được chiều nhiều. Cái sung sướng nó nhiều hơn ngày xưa. Nhiều hơn ngày xưa. Bắt đầu khi có thai một cái là cả nhà chăm bóng, chiều chuộng, vào lo lắng. Cháu thì quý, toàn quý tử thôi. Sinh có một đứa, hai đứa thôi. Quý lắm, cho nên là phụ nữ có thai bây giờ là thành bà hoàng. Chính vì cái tâm lý mình được làm bà hoàng rồi, đến lúc sau này sinh rồi nó mệt mỏi, không chịu nổi. Đấy, mình quen mất rồi, nghe không? Cho nên chồng trái ý một tí, chị trái ý một tí, em trái, mẹ trái tí là sinh ra khó chịu nữa. Từ đó nó mới trầm cảm uất đấy. Đấy. Thế nhưng mà cũng là cái tâm lý nữa, khi mà mình mà cái tâm lý của người phụ nữ khi mang thai đã biến mình trở thành bà hoàng, mình là cái đối tượng được quan trọng nhất, phải chiều chuộng mình, thì nó sẽ chiêu cảm đến những kể cả những đứa con đó. Cái tính ích kỷ nó cũng cao, nó sẽ đến với mình. Nên trong cái nhân quả nó thế, thưa đại chúng. Nghe? Và khi đứa con ấy đến, thế rồi là kể cả những cái vong linh, nó có những cái nghiệp duyên không tốt nó đến với mình. Cho nên sau khi mình sinh xong thì chính những cái vong linh đấy nó cũng tác động. Nó tác động đến mình đấy, thưa đại chúng. Nhá. Vậy thì bây giờ là làm sao bây giờ? Vậy thì phụ nữ bây giờ thì phải tu tập cái tâm mà biết sống, hy sinh, biết vì người đấy. Giống như các cụ ngày xưa đấy. Nghe không? Chừa con so làm cho hàng xóm. Làm vì mọi người, mình vì mọi người thì ấy, nó tâm lý mình nó thoải mái. Và sau khi sinh xong mình nó bớt có những cái nghĩ vì mình nhiều. Cái người trầm cảm là cái người hay ích kỷ, nghĩ vì mình nhiều, sinh ra cái trầm cảm đấy, thưa đại chúng. Đó là một cái lý do rất căn bản. Đấy. Cái tâm lý, tâm thái đấy. Đồng thời cái tâm lý ấy nó lại chiêu cảm những cái chúng sinh bất thiện nó đến với mình, nó tác động vào mình thêm nữa. Nó xúi đi tự tử đi, nó xúi là bỏ chồng, bỏ nhà đi. Xúi ra nhiều chuyện thế đấy. Đó. Đó. Nó xúi đấy. Đó. Thế cho nên là thứ nhất ấy, về mặt này thì Thầy nghĩ là bạn này, bạn ấy nói là bạn thì nói Thầy là khuyên mọi người,
Vì vợ bạn ấy sau khi mà bị như vậy, gia đình về chùa thỉnh oan gia trái chủ thì vợ bạn tiến triển tốt. Đấy. Cho nên bạn khuyên là để nhờ Thầy là nói cho mọi người nghe. Đấy. Thế thì nếu mà thứ nhất là về người phụ nữ khi mà mang thai đã, mình phải có một cái, phải rèn luyện tu dưỡng cái, một cái tâm thái cho nó thật tốt, bớt cái tính ích kỷ đi, nghe không? Đấy. Ngày xưa các cụ trưởng chẳng có ai chăm cả, nghe không? Đấy. Chẳng ai chăm sóc gì cả, thế rồi mà cũng thế, sinh nở rất là dễ, nghe không? Đấy. Rất dễ, không có gì phức tạp, còn bây giờ thì rất là khổ. Đấy. Mà đè rồi sinh chuyện. Thế thì bây giờ, phụ nữ bây giờ, để tránh cái này, Thầy nghĩ là phải có ý thức ngay từ khi mình mang thai, phải rèn luyện, phải bớt cái tính ích kỷ đi. À, bắt đầu biết, cũng phải biết sống vì người đi, để cho nó quen đi. Chứ không sau này đến lúc khi mình sinh nở rồi là không ai chăm đúng ý mình là sinh chuyện, rất khó chịu. Cứ những cái khó chịu nó kết lại nó thành stress, thành trầm cảm. Đấy. Thứ hai nữa là nếu mà có yếu tố tâm linh tác động thì cũng phải thỉnh giải oan ra, thỉnh nó đi, phải giải đi, như nhà cái bạn này thì mới tốt được. Đó, đấy là Thầy xin trả lời cái bạn giấu tên này nha. Có bạn tên là Đình Cường hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con có nghe chuyện Thầy kể về Ngài Đế Thích khi sắp hết phước thì có một dấu hiệu, số dấu hiệu trên thân tướng trước khi sinh vào thai con lừa. Nhờ thế mà ông ấy biết quy Tam Bảo để tăng phúc cho mình. Vậy thưa Thầy, cho con hỏi, như người mình bình thường sống yên ổn, không có chuyện gì, cơ thể cũng không có ánh sáng như vị trời Đế Thích, thì làm sao có thể biết được mình sắp hết phước để tu tích cực hơn ạ? Xin Thầy giải đáp cho con. Bạn này cũng được nghe Thầy giảng trong Kinh Pháp Cú cái câu chuyện ông trời Đế Thích mà ông khi sắp sửa hết thọ mạng ở cõi trời, ông thấy năm tướng suy hiện ra, nghe không? Hào quang thì tối lại, hoa trên đầu thì héo, nách thì đổ mồ hôi, áo thì bắt đầu bắt bụi, ngồi thì không yên chỗ. Năm cái tướng đấy hiện ra là ông biết là ông sắp chết rồi. Thế thì sau khi đó thì là ông ấy cầu cứu, cuối cùng ông được gặp Tôn giả Xá Lợi Phất hướng dẫn cho ông quy Tam Bảo. Và sau khi ông quy Tam Bảo thì phước của ông nó lại được trở lại. Ông chỉ bị đọa rất là nhanh thôi, trong một thời khắc rất ngắn vào thai con lừa thôi, rồi sau đó lại được thoát thai con lừa và sinh trở lại làm Đế Thích đến bây giờ. Thế thì bạn này bạn nói là đấy là ông trời thì ông mới biết là hào quang sắp hết rồi này khác. Thế còn mình là người bình thường thế này, không biết làm sao để mà mình biết sắp hết phước rồi để mình tích cực mình tu, nghe không? Bây giờ Thầy nói là cái mà để biết được mình hết phước hay không thì cũng không phải đơn giản. Và cái này là một là chư thiên người ta biết, hai là các bậc thánh nhân, không thì cũng là quỷ thần có ngũ thông người ta mới biết được. Chứ còn phàm phu như chúng ta dễ gì mà biết. Phải học về tướng số thật giỏi thì may ra mới có thể nhìn được, nghe không? Phải có tu tâm đó, phải trình độ mới có thể cảm nhận được, cảm nhận được. Chứ còn bảo bình thường thế này mà biết tôi sắp hết phước rồi, khó lắm. Yeah. Thế thì đương nhiên ấy, thì đại chúng biết ấy, về mặt lý thuyết ấy, thì tất cả các vật đều có một cái từ trường, một cái hào quang hết ấy. Các nhà khoa học bây giờ người ta cũng nói đấy, từ cái lá cây, cái bông hoa, cái cỏ đều có những cái hào quang nhất định. Người ta có những cái máy người ta chụp được cái hào quang đó. Và người chúng ta đây là người tuy là phàm đó, nhưng cũng có hào quang. Cái sóng của ánh sáng hào quang này thì mắt thường chúng ta không thấy được, không nhìn thấy. Nhưng những bậc mà cái tâm linh trình độ cao người ta có thể thấy. Mình khởi ý nghĩ như thế nào, mình nổi sân hay là mình khởi tham dục, người ta nhìn hào quang mình, người ta biết ngay. Đó, chứ không phải không biết. Nó có chứ không phải không. Nhưng vì chúng ta, mắt ta không thấy thôi, chứ không phải nó không có. Thế nhưng mà từ cái, nếu thật sự cái người nào mà sắp hết phước, sắp hết thọ mạng thì Thầy nói là cứ kiểm ngay công việc của mình ấy. Nó sinh ra rất nhiều chuyện này, vào tâm mình thì nó bất an này, vào thế rồi nhiều chuyện rắc rối nó xảy ra với mình, chướng nạn xảy ra với mình liên miên. Đấy là lúc mình biết là cái phước mình nó suy rồi. Thân tướng mình thì nó đấy cũng hiện ra những cái tướng không tốt, nghe không? Đấy, người ta gọi là hắc ám,
hắc khí nó xuất hiện. Thì cái này mà mình có cái người mà chịu ý quan sát là người ta cũng có thể người ta biết được nhé. Hoặc là chúng ta cứ thấy là ta làm một việc ác nhiều quá rồi, cả một thời gian dài 3 năm 5 năm vừa rồi ta sống trác táng buông lung, phải không? Ăn chơi vô độ, buông lung trác táng, cờ bạc rượu chè say xỉn, trai gái đủ thứ chuyện, ta biết là ta dày nghiệp ác rồi. Bây giờ thấy bắt đầu mình sinh ra nhiều chuyện là biết là phước mình cạn rồi đấy. Thì phải biết ngay lúc đó là biết lo tu thôi, sám hối và lo tu thôi, phải tinh tấn thôi, phải tích phúc trở lại, nghe không? Chứ còn bây giờ bạn ấy hỏi là bây giờ làm thế nào để biết được thì làm sao Thầy làm cho bạn biết được, nghe không? Đấy, phải cứ phải, nếu mình đã thấy mình xấu rồi thì bây giờ phải lo tu thôi, phải lo tu, phải sám hối và tu thôi, nhé. Chứ còn không, mình không thể như ông Đế Thích được, mà ở đây không có Phật sống ở đây, để chỉ là anh hết phước ở đây, anh phải lo tu đi, nghe không? Thì mình chúng ta phải căn cứ vào cái thực tế. Nếu mà cả một thời gian dài ta đã buông lung thì chúng ta biết là ta sắp hết phước rồi đấy nhé. Ta phải lo tu thôi. Và tốt nhất ấy là ta ngày nào cũng phải lo tu nếu đã biết Phật Pháp. Ngày ngày tiến tu, nghe không? Phước không bao giờ là thừa. Đừng sợ mình làm nhiều quá, thừa phước. Không bao giờ thừa phước. Ngày ngày lo tích đức, tích phước cho mình. Cái đấy không bao giờ thừa cả nhé. Đó, thầy mong bạn Đình Cường là cố gắng. Có bạn tên là Tâm Đạt hỏi rằng: Kính thưa Thầy, con từng được nghe là khi người ta còn bản ngã thì còn thấy cái đúng và cái sai. Dạ như vậy, trong đời sống hàng ngày, nếu con biết việc làm của một người là sai, sẽ dẫn đến kết quả không tốt, thì có nên nói cho người ấy biết hay không ạ? Thưa Thầy, con phải làm gì để tu khi trong đầu con lúc nào cũng có cái đúng và cái sai để băn khoăn chọn lựa một bên ạ? Con cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy nhiều sức khỏe. Tức là bạn Tâm Đạt này, bạn đưa ra cái lý thuyết rằng bạn nghe là người ta nói là còn bản ngã thì sẽ thấy đúng và thấy sai. Nghe không? Thấy bên này là đúng, bên kia là sai. Thế thì bây giờ nếu mà không thấy đúng mà không thấy sai thì bây giờ con thấy một cái người này người ta làm một cái việc ác, mà việc ác này sẽ dẫn đến hậu quả rất là xấu, thì con có nên can người ta hay là nên khuyên người ta cái gì không? Đó. Thế thì bạn này bạn đang lăn tăn là trong đầu bạn lúc nào cũng có cái đúng và cái sai. Thế thì thế này thì tu làm sao? Nghe không? Thế thì Thầy xin trả lời để cho bạn Tâm Đạt này, bạn thấy nè. Chúng ta tu hành ấy, cái đầu tiên của người tu hành là phải phân biệt thật rõ ràng thiện ác. Phải biết đây là thiện, đây là ác, phải phân biệt rõ. Chứ tu mà lại không biết thiện ác thì làm sao tu? Tu thế nào? Nghe không? Đấy, cái trí tuệ đầu tiên là cái trí tuệ phải giản trạch, phân tích được, biện biện được đây là thiện, đây là ác, rõ ràng. Cái thiện như lúc nãy Thầy nói là cái gì? Là cái không tham, không sân, không si, không kiêu mạn, không ganh ghét, không đố kỵ. Cái ác là cái tham lam, ích kỷ, sân si, đố kỵ, ganh ghét. Đấy là những cái ác đấy. Những hành vi do những tâm niệm ấy chi phối là ác. Chúng ta phân biệt được rất rõ cái điều đó. Và chúng ta tu là bỏ ác, hành thiện. Đầu tiên là phải bỏ ác và phải hành thiện đó. Đó, cái lộ trình tu tập là phải thế. Chúng ta đang từ cái người xấu người ác, phải bỏ cái xấu cái ác, thực tập các cái điều thiện, hành các điều thiện, hành thiện đến khi nào thuần thiện, tức là việc làm nào của mình cũng trong cái thiện, rồi đến cực thiện, rốt ráo thiện, thật là thiện. Lúc ấy rồi thì mới đến thanh tịnh được, nghe không? Chứ không phải là tu là bây giờ là không cần phân biệt thiện ác, làm gì có cái chuyện đấy. Nghe? Đấy thì bạn này bạn hiểu sai, bảo là còn bản ngã thì còn thấy thiện ác, thấy đúng sai, không phải. Đức Phật ấy là người phân biệt thiện ác cho chúng ta rất rõ, đại chúng thấy không? Đức Phật bảo việc này là ác các ông không được làm, việc này là thiện các ông nên làm, phải làm. Thế Đức Phật còn bản ngã. Nghe? Đấy, Đức Phật là người đã hết ngã rồi,
Nhưng mà trí Ngài sáng cho nên Ngài biết rõ đây là ác, đây là thiện. Cái việc ác này làm sẽ dẫn chúng sinh đến chỗ đau khổ, đọa lạc. Việc này là thiện dẫn chúng sinh được đến chỗ an lành, chỗ giải thoát. Phật biết rõ chứ, con đường nào nên đi, nghe không? Đấy, mà Phật vẫn là vô ngã đấy chứ, Phật phân biệt rõ không? Đấy, cái phân biệt này sau này tu tập được nó trở nên, nó trở thành diệu quan sát trí, thành một trong cái gọi là diệu quan sát trí. Đấy, gọi là nhé, những cái trí mà chúng ta đang phân biệt thiện ác này, sau này tu tập khi mà thành tựu thì nó trở thành diệu quan sát trí đấy, thưa đại chúng, không phải chuyện cái chuyện bình thường nha. Thế thì bạn Tâm Đạt này, bạn đang hiểu lầm. Cái người ban đầu tu tập là phải phân biệt thật rõ thiện ác và bỏ ác hành thiện. Bỏ ác hành thiện như trong bài kinh Đức Phật dạy đấy, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, rồi mới đến tự tịnh kỷ ý, nghe không? Đó là lời Phật dạy. Và con đường tu của chúng ta là như vậy. Nghe không? Chẳng có chư Phật nào mà lại không bỏ ác hành thiện mà thành được Phật cả. Hay chúng ta đang người xấu mà nhiên chúng ta bảo thôi bỏ là tôi thành Phật được đâu, không phải. Phải hành thiện, thuần trong thiện rồi, và cực thiện rồi. Việc tâm tâm nghĩ nghĩ là trong thiện, lúc ý mới đến tịnh được, tịnh mới thành Phật. Đó, đấy, chúng rõ chưa nào? Nhé. Đây thì Thầy mong bạn Tâm Đạt bạn hiểu rất rõ chỗ này, không thì bạn hiểu lầm. Cho nên bây giờ bạn là đang cần phải phân biệt thiện ác cho thật rõ, đúng sai phải phân biệt cho rõ, cái nào lợi, cái nào hại phải phân biệt thật rõ để chúng ta chọn lọc. Và đấy cũng là trí tuệ đấy nhé. Khi mà tu tập đến chỗ có cái năng lực tốt rồi thì tự nhiên ta không chấp trước, chấp vào thiện, chấp vào ác nữa, ta không dính mắc cái đấy. Ta biết rõ cái này thiện, cái này ác, nhưng ta không bị dính mắc vào thiện ác. Cái này phải do năng lực tu tập, năng lực tu tập. Đấy. Đây là Thầy xin trả lời cho bạn Tâm Đạt để bạn hiểu rõ cái chỗ này, cái lộ trình tu tập phải đi đầy đủ từng bước như vậy nha. Mình đang là người xấu, người ác, mình phải bỏ những cái xấu, cái ác này đã, xong huân tập những điều thiện vào và chăm chỉ thực tập những điều thiện. Đấy. Điều thiện khi thuần rồi mới có thể tịnh được nhé. Rồi, còn một câu hỏi này nữa Thầy xin trả lời. Có bạn tên là Thiên Lộc hỏi rằng: Kính chào Thầy, con là Phật tử mới quy, con được biết Đức Phật nói rằng ai cũng có thể trở thành Phật. Con xin Thầy giải thích cho con hiểu tại sao Đức Phật lại nói như vậy ạ? Vì con nghĩ như con bây giờ vẫn còn tham lam, tức giận, sân si, khó mà thành Phật được ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Thì, kính thưa đại chúng, quả thật đúng là như vậy. Đức Phật khi Ngài mới thành đạo thì Ngài có thốt lên rằng: kỳ lạ thay, tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai, nhưng vì các thứ vọng tưởng chấp trước che mờ nên thành lưu chuyển trong sinh tử. Đấy. Khi Ngài vừa thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề đó, thì Ngài thốt lên cái câu đó. Ngài quan sát tất cả chúng sinh, Ngài thấy rằng tại sao tất cả chúng sinh đều có đầy đủ cái đức tướng trí tuệ của Phật, của Như Lai. Nghe không? Mà tại sao lại phải chấp nhận chịu đi luân hồi sinh tử đó? Đó. À, Ngài phát hiện vì vọng tưởng chấp trước mà thôi. Đấy, chúng ta nhớ nhé, chúng ta chỉ vì vọng tưởng chấp trước không thành Phật được ở chỗ này nữa. Thế thì ở đây bạn này bạn hỏi tại sao Đức Phật lại tuyên bố như vậy? Vì khi Ngài thành Phật thì với cái mắt của Ngài đó, Ngài thấy rất rõ cái bản tính của chúng sinh, cái sâu thẳm của chúng ta là chúng ta có cái chất Phật rồi, gọi là Phật tính ở trong mỗi chúng ta. Phật tính trong chúng ta đều có hết ạ. Nghe không? Cũng giống như là một thầy giáo giỏi, thì ông nhìn, ông thấy trong dàn học trò của ông, ai ông cũng có thể
có những cái đặc biệt, cái hay. Thì Phật cũng thế, Phật nhìn thấy tất cả chúng sinh đều có cái chất giác ngộ cả, cái chất của Phật cả, cho nên gọi là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Thế thì bây giờ bạn này, bạn nói là con thì còn tham sân si thế này, con làm sao thành Phật được? Đúng rồi, bây giờ bạn còn tham sân si thì bạn chưa thành Phật được. Bao giờ bạn tu, bạn lọc hết tham sân si thì tự nhiên lúc ấy bạn sẽ thấy bạn thành Phật. Mà giống như là Đức Vua Phật Hoàng Trần Dông, Ngài có nói trong bài kệ Cư Trần Lạc Đạo, Ngài lại dạy sao? Bụt ở trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân quên gốc nên ta tìm Bụt, giờ mới hay Bụt chính là ta. Nghe không? Đấy, Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông đấy, Ngài nói giờ mới hay Bụt chính là mình. Tại sao Bụt chính là mình? Ngài tu rồi, tu một hồi khi tâm nó thanh tịnh rồi, Ngài mới thấy là Phật chính là mình, không ai khác cả. Nghe không? Cái đấy là chuyện thật, không phải Ngài nói chơi đâu. Đại chúng, không phải Ngài nói chơi, mà đấy là lẽ thật. Chúng ta tu hành một thời gian đầy đủ công đức phước báu, tâm đầy đủ tất cả các công đức, tự mình thấy mình là Phật, rõ ràng như vậy. Đấy là sự thật nhé. Thế thì bây giờ bạn Thiên Lộc ấy chỉ chịu khó tu tập thôi là sẽ đúng như vậy. Đấy, thì Đức Phật nói là do vọng tưởng và chấp trước cho nên chúng ta không thấy được mình là Phật thôi. Chứ còn chúng ta thật chất là Phật đấy, nhưng mà vì mình bị vọng tưởng và chấp trước. Bây giờ tu là bỏ tất cả những cái vọng tưởng chấp trước này, vọng tưởng tham sân si, những cái chấp trước mê lầm tà kiến của mình đó, bỏ hết mình sẽ thấy mình thành Phật. Đó. Có một cái câu hỏi này nữa, bạn này bạn hỏi: Kính bạch Thầy, con được biết Đức Phật là bậc thế gian giải, chuyện gì Phật cũng biết. Thời Phật tại thế, ai có thắc mắc gì về tất cả các chuyện như tình yêu, kinh doanh, nuôi chồng, vân vân đều đến thỉnh Phật trả lời, hướng dẫn cách giải quyết. Nhưng bây giờ con biết nhiều vị sư khi được Phật tử hỏi xin lời khuyên về chuyện khó của mình trong cuộc sống, thì nhà sư hay khuyên ý bảo Phật tử rằng hãy nhắm mắt bỏ qua, cái gì cũng là vô thường thôi, rồi giảng những thứ cao siêu khiến họ càng rối thêm mà không dạy họ cách giải quyết. Con thấy thế mâu thuẫn quá nên con xin phép xin Thầy ý kiến về vấn đề này ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn này thì không nêu tên, nhưng bạn nói là nhà Phật mình thì đúng, Đức Phật thì là bậc thế gian giải. Thế còn tăng chúng ta thì chưa phải thế gian giải. Nghe không? Phật, Pháp, Tăng, Thánh Tăng cũng chưa phải hoàn toàn là thế gian giải, chứ đừng nói đến Phàm Tăng. Thế thì bạn này, bạn nói là khi bạn gặp một số các sư thì hỏi về những cái chuyện khó của mình trong cuộc sống, thì các sư thường hay khuyên là thôi bỏ qua đi, và nhắm mắt làm ngơ đi, cái gì nó cũng vô thường cơ mà, nghe không? Đấy. Thì tất nhiên các sư nói cái gì cũng vô thường thì đúng rồi, nhất thiết pháp, hữu vi pháp vô thường là đúng. Thế nhưng mà không phải cứ nói vô thường như thế là buông xuôi, là mặc kệ, không phải. Chúng ta nhớ đạo Phật ấy là rất tích cực. Đạo Phật không phải là cái đạo yếm thế, bi quan, tiêu cực, buông xuôi đâu. Mà đạo Phật là bằng trí tuệ thấy rõ sự thật cuộc đời. Và chúng ta tinh tiến, chúng ta tu tập, chúng ta thấy tất cả một cái sự thật, dám nhìn thẳng vào sự thật, chứ không phải là nói là vô thường thôi, mặc kệ nó, mặc kệ nó rồi, cái gì nó cũng qua, không phải thế. Mà chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật để giải quyết sự việc. Đó. Thế thì bạn này, bạn thấy các sư cứ hay nói như vậy, sau khi nói rằng là cái gì cũng hôi mặc kệ nó vô thường đấy, thì lại giảng thao thao bất tuyệt những cái rất cao siêu, không nói cho các bạn này những cách giải quyết, thì bạn ấy thấy là không ổn. Thế thì Thầy cũng thưa thật là, thứ nhất, các sư thì không phải ai cũng như ai, mỗi người một trình độ, mỗi người một cái năng lực khác nhau, năng lực về hiểu biết, năng lực về tu tập. Cái sự kể cả nói cái chứng đạt cũng khác nhau, không phải giống nhau. Nhớ, thế cho nên bạn này thì phải thông cảm như vậy. Chứ đòi hỏi đến gặp một sư mà hỏi việc gì các ngài cũng giải quyết được cho mình hết thì vị cũng phải là thành thánh hoặc là thành Phật. Các vị chưa thành như thế. Đấy, thì cũng phải thông cảm, thông cảm cho các sư. Cái đó là các thầy nói có thể là chưa được đâu.
mình phải thông cảm. Thế còn tinh thần của Đạo Phật chúng ta là nhìn thẳng vào sự thật và giải quyết sự thật. Đó. Trên cái đó mà giải quyết theo đạo lý của Phật dạy, tháo gỡ bằng đạo lý của Phật dạy. Chúng ta lấy giáo lý của Phật, lấy lời dạy của Phật để mà tháo gỡ các cái mặt trong cuộc sống. Đấy, ví dụ giống như vừa rồi bạn ấy, bạn hỏi Thầy là nên bỏ Tết cổ truyền hay không? Thì quan điểm của Thầy là không nên bỏ. Đối với dân tộc Việt Nam mình, thời điểm này không nên bỏ. Bỏ là mất lợi ích, mất thiện pháp, chứ không nên bỏ. Còn có thể sau này khi mà xã hội vận động, nó thay đổi đến một mức nào đó cần thiết thì lại chúng ta lại có thể thay đổi. Nghe không? Đấy, nhưng cái lúc này là chưa. Thầy thấy là cái này nó vẫn lợi ích, vẫn là sinh ra thiện pháp. Đấy là quan điểm rõ ràng. Đó. Thế thì mỗi mỗi việc, nếu mà các vị sư nào á, vào mà họ có những quan điểm rõ ràng để trả lời thì cái đấy là điều rất quý. Tất nhiên Thầy nói là có thể nó chưa phải là đầy đủ hết vì đó cũng chưa phải là bậc toàn giác. Nhá, thế thì bạn này cũng hết sức thông cảm cho, nghe không? Thì không phải là cái gì đến với các sư cũng có thể đáp ứng cho mình hết được. Thì chúng ta cũng phải tìm, phải chọn cái người để mình thân cận. Thế và nhà Phật mình thì tất cả mọi việc đều lấy giáo lý Phật, cái đạo lý Phật dạy để chúng ta giải quyết thì nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ tốt đẹp. Phải căn cứ trên cái đó nha. Thầy xin trả lời bạn như vậy nhé, chứ bạn đừng trách các sư nhiều. Rồi, còn một số các câu hỏi này thì chắc Thầy xin để trả lời sau vậy. Kính thưa đại chúng, thì hôm nay là ngày giảng pháp cuối cùng của năm Mậu Tuất. Giờ Thầy xin thông báo cái lịch của chùa chúng ta từ nay đến Tết và sau Tết nhé. Thì ngày 22 tháng 12 này thì chư Tăng của chùa sẽ đi từ thiện ở dưới Hạ Long. Thế còn các đạo tràng thì vẫn tổ chức đi từ thiện. Hôm trước Thầy nghe bên chỗ Sương Bảo Nhiệm cũng có phản ánh là các đạo tràng cũng vận động làm từ thiện cũng rất tốt, nghe không? Và tinh thần thì Thầy nói là nếu trong đạo tràng mình có ai hoàn cảnh khó khăn, ta từ thiện ngay cho trong đạo tràng của chúng ta, nghe không? Chứ không phải là đem đi chỗ nào khác cả, ngay trong đạo tràng mình. Đấy, thì hiện nay các đạo tràng cũng đã làm công tác từ thiện cũng tương đối tốt, và Thầy cũng được nghe ban từ thiện báo cáo rồi. Thế về phía chỗ Hạ Long thì cô Thanh liên hệ với chỗ nhóm cô Dinh, cô Bích giúp Thầy. Thì chỗ câu là gọi là hội từ thiện Tấm Lòng Vàng đấy, họ vẫn tham gia ủng hộ với mình nhé. Thì lấy danh sách của các phường để mình sẽ tặng quà, tinh thần như mọi năm nhé, mỗi phường bao nhiêu suất đấy. Đó, rồi tập hợp tài chính hôm đó thì mọi người đóng góp vào rồi để Thầy chia. Chùa mình thì đến ngày 25 thì sẽ gói bánh chưng. Thì các Phật tử ai biết gói bánh chưng, hàng năm biết gói bánh chưng rồi thì về chùa gói bánh chưng giúp quý Thầy nha, để cho chùa ăn Tết và cho mọi người ăn bánh chưng, nghe không? 25 Tết á. Chương trình tối 30 thì Thầy thông báo để đại chúng nắm được cái chương trình đón giao thừa của chùa. Tối 30 chúng ta cũng sám hối, buổi sám hối cuối cùng của năm. Sau sám hối là lễ tạ pháp. Sau khi tạ pháp xong thì sẽ có chương trình vui văn nghệ, liên hoan văn nghệ. Liên hoan văn nghệ xong thì sẽ là chương trình rung chuông ba vàng, tức là thi đố Phật pháp đấy. Sau khi thi rung chuông ba vàng xong thì sẽ trao giải thưởng. Trao giải thưởng xong thì chúng ta sẽ ra ngắm bắn pháo hoa nha. Sau khi ngắm bắn pháo hoa xong thì tụng kinh đón giao thừa. Tụng kinh xong thì chúc phúc. Chúc phúc xong rồi thì chiêm bái xá lợi, rồi phát lộc đầu xuân hoặc lên rút thẻ lời Phật dạy ở trên Di Đà. Đấy là cái chương trình của tối 30, cũng khá nhiều chương trình đó. Đấy, thì các Phật tử nếu ai thu xếp được thời gian thì về chùa đón giao thừa cùng với quý Thầy nhé. Sáng mùng 1 thì chương trình hình như hàng năm chư Tăng sẽ chúc Tết Thầy. Và đến ngày mùng 8 thì chùa chúng ta tổ chức khai hội xuân sáng mùng 8, có chính quyền tham gia.
chiều mùng 8 thì là chương trình khai pháp và khai đàn dược sư như thường lệ hàng năm. Nhưng năm nay thì chúng ta có thêm một cái đặc biệt là có chương trình chúc thọ cho các cụ, là một là các cụ Phật tử, nếu cụ nào mà đến tuổi chúc thọ thì cũng được chúc thọ, cái tuổi 70 này, 75, 80, 85, 90, 95, 100 nha. Đấy là các cụ Phật tử này, rồi bố mẹ của Phật tử này, bố mẹ thôi nhé, chứ còn họ hàng là không được đâu. Bố mẹ, Thầy chỉ đến bố mẹ thôi, bố mẹ Phật tử, các Phật tử. Đó. Thế và năm nay thì đối với hai cái phường lân cận ở đây thì Thầy cũng cho cả hai phường họ đăng ký. Đó. Thế thì các Phật tử về sẽ báo cho các cụ nhà nhé, tức là cụ thân sinh đấy, ra hoặc là đằng nhà chồng hay đằng nhà vợ cũng được, bố mẹ đẻ bố mẹ, vợ bố mẹ chồng đều được. Nếu các cụ đúng tuổi nhé, đúng tuổi 70, 75, 80, 85, không khai gian, đấy, thì đăng ký với trưởng đạo tràng báo về cho chùa để các thầy lấy danh sách, và chiều mùng 8 là tổ chức chúc thọ chung. Các thầy đã có cái chương trình chúc thọ rồi nha. Sẽ có cũng khá nhiều chương trình đấy trong cái lễ chúc thọ đấy để cho các cụ phấn khởi. Nên thì nếu mà các trưởng đạo tràng về thống kê cho thầy ai đã đăng ký để đưa bố mẹ đi chúc thọ thì phải chắc chắn nhé. Mình phải chắc chắn con số chứ không các thầy chuẩn bị ghế bàn mọi thứ các thứ rồi quà kiếc rồi mà nó thừa nó cũng không hay, mà thiếu cũng lại không hay, nghe không nhé. Thì đăng ký là phải chắc chắn, nếu mà bố mẹ mình đi được thì liên hệ với ban chi khách ở chùa nhé. Số điện thoại của đây của sông bao nào đây nhỉ, xin đoạn chi khách của chùa vàng mình đấy nhé, 0203655 7799 này đó. Đó, thì các trưởng đạo tràng liên hệ báo về cho thầy nhé, để tổ chức một cái lễ chúc thọ cho các cụ đầu năm cho nó thật là vui, các cụ phấn khởi nghe, thấy được con cháu mình đi theo Phật nó có những cái niềm vui như thế nào. Đó, thì năm nay là có ngày mùng 8. Sau ngày mùng 8 thì là các đạo tràng sẽ luân phiên cắt cử lên để tụng đàn dược sư nghe, rồi trực chùa. Đó, cái lịch là có rồi, đó, lịch hôm trước đã phân công cho các trưởng đạo tràng rồi. Rồi đến 14 thì chùa chúng ta cũng vẫn tổ chức giảng pháp bình thường và cầu siêu ngày hôm đó, cầu siêu đầu năm nha, cầu siêu giảng pháp thỉnh vong đầu năm. Đấy, thì Thầy thông báo luôn đến rằm tháng Giêng để các Phật tử nắm được cái lịch của chùa chúng ta. Thế thì Thầy chúc đại chúng nha, chuẩn bị đón xuân mới Kỷ Hợi, sức khỏe, gia đình an vui và đặc biệt là tinh tấn tu hành nha, học pháp, A Di Đà Phật. Alo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, xin mời các Phật tử chúng ta quỳ lên để bạch tạ pháp ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng con kính bạch trên thầy. Hôm nay là ngày buổi học pháp cuối cùng của năm Mậu Tuất. Hàng Phật tử chúng con lại cùng nhau vân tập về chùa để sám hối, nghe Thầy giảng pháp định kỳ trên lộ trình tu học Bộ Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Qua bài pháp Thầy giảng hôm nay, chúng con hiểu ra một người làm tất cả các việc như học và tu tập theo chính pháp, bộ bố thí cúng dường tam bảo giúp đỡ những người nghèo khó, rồi họ đem tất cả các công đức đó hồi hướng đến cho những người thân bằng quyến thuộc, cha mẹ đã mất. Nếu những người ấy sau khi chết mà tái sinh vào các cõi người, trời, địa ngục, súc sinh, thì quả phước hồi hướng không đến được với họ. Còn nếu họ tái sinh vào ngạ quỷ, sống nhờ sự bố thí của người khác,
thì sẽ nhận được một phần bảy phước báu từ sự hồi hướng ấy. Và nếu hồi hướng gửi phước báu mà không có sự thọ nhận, thì phước báu sẽ trở về với người gửi ấy. Còn đối với sự hồi hướng ác, theo sự lập luận của Đại Đức La Tiên, thì việc ác không thể hồi hướng được. Nguyên do vì thiện và ác là hai pháp khác nhau, mỗi pháp có một đặc tính, thuộc tính riêng của nó. Xưa nay, nó vốn như vậy, chúng không thể làm khác tính chất, đặc tính của chúng được. Chúng ta cũng không thể áp đặt, bảo chúng thay đổi tính chất ấy đi được. Hơn nữa, bản chất của thiện là lan tỏa, càng thắp sáng, càng hồi hướng thì càng được nhiều. Còn bản chất của các ác và cô đặc không lan tỏa, người nào làm thì người ấy chịu, không thể chia sẻ cho ai được. Thiện vốn có quả phước nhiều, ác có quả ít. Đó là bản chất tất yếu đúng theo tính chất đặc tính của nó. Vì vậy, thiện quả thì hồi hướng được, còn ác quả thì không hồi hướng được. Lời Phật dạy thật là chân lý tối thượng. Với kiến giải thông tuệ của Đại Đức La Tiên và qua sự trạch giảng minh triết của Thầy, chúng con biết rằng muốn cho thiện pháp trong tâm ngày càng tăng trưởng thì chúng con phải biết gieo nhiều hơn nữa những nhân thiện lành bằng cách phải học pháp, tư duy pháp và ứng dụng pháp Phật vào trong đời sống hàng ngày như lời Đức Phật đã dạy. Không làm mọi việc điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Buổi giảng pháp hôm nay đã kết thúc viên mãn. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân trên Thầy và kính chúc trên Thầy sức khỏe trường thọ để dẫn dắt chúng con cùng chúng sinh tu hành theo chính pháp và cầu quả đạo vô thượng Bồ Đề. Toàn thể Phật tử chúng con thành kính tri ân đảnh lễ trên Thầy tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thế mời toàn thể đại chúng đứng dậy. Chúng ta chắp tay hồi hướng nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.